Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi thì trước khi chơi thì cho mình xin phép được giải đáp một vài cái câu hỏi của các bạn. Thứ nhất á, là có bạn hỏi mình là sao video up lên có chất lượng thấp thế. Thì thứ nhất là xin lỗi các bạn một điều, đó là nếu mà bạn đang muốn nói đến việc đó là tại sao không có đồ họa ở mức 1080, thì đó là do máy mình còn yếu, cho nên đó là mình chỉ có thể quay ở cái mức độ đó là 1280x720. Ngoài ra thì do cái màn hình của mình á, nó cũng chỉ có cái mức phát ra ở độ phân giải đó là 1366x768, cho nên là mình cũng chỉ có thể quay ở khung 16.9, mà cụ thể ở đây là ở mức 1280x720 ha. Thành ra nó chỉ có đồ họa ở 720 thôi. Rồi nếu mà trong trường hợp thứ hai đó là khi bạn mở video lên thì video chỉ có mức đó là 360, thì cái đó thì nó không phải là lỗi của mình, mà đó là do video nó khá nặng nên YouTube đó, nó xử lý lâu. Cho nên là nếu bạn gặp phải trường hợp, bạn nào gặp phải trường hợp này thì vui lòng đó là để khoảng 2 tiếng sau hẳn xem. Nói chung là mình biết là có một số bạn rất là yêu quý cái kênh của mình, họ đã thấy video up lên cái là bấm vào xem ngay. Cho nên đó là mình muốn gửi cái tin nhắn đến một số bạn, đó là đối với những video dài á thì các bạn khoan hãy xem ngay, do lúc đó YouTube nó chưa kịp xử lý nên nó sẽ chỉ có đồ họa khoảng 360 thôi. Các bạn thấy video của mình lên thì đợi khoảng chừng 2 tiếng sau xem thì nó sẽ có đồ họa 720 ha. Rồi đó, nói chung là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái kênh của mình, dù là ủng hộ ít hay ủng hộ nhiều. Thậm chí mới hôm qua mình còn nhận được tin nhắn của một số bạn nói với mình là lâu rồi mới quay lại xem kênh của ông này. Rồi thì không sao cả, lâu lâu các bạn ủng hộ kênh của mình là mình vui lắm rồi, thậm chí một tuần lẫn chứ tháng lẫn được. Mấy bạn ghé qua chừng 1-2 phút thôi mình là cũng vui lắm rồi, các bạn cho mình một like hay một bình luận nữa thì mình càng cảm ơn. Thì nói chung là có tương tác nha, còn không các bạn xem cho im lặng thì mình cũng đã rất là vui rồi các bạn ạ. Rồi thì có bạn nói là thích kênh của mình tại mình vừa chơi vừa kể lịch sử vừa phân tích yếu tố địa lý này nọ kia. Thì đương nhiên chơi game thì nó phải có cái sự phân tích, nói chung là mỗi kênh thì nó có cái đặc trưng riêng. Đây cũng chẳng qua chúng chỉ là một cái đặc trưng của cái kênh của mình thôi, chứ nó cũng không phải là cái gì đó nó quá tuyệt vời cả. Thì đó, nói chung là mong các bạn cũng hiểu vấn đề ha. Thì đó, nói chung là mong là chúng ta vẫn sẽ còn có những cái sự giao tiếp với nhau thông qua những cái video của mình. Thì tụ chung lại là đến thời điểm này thì mình đang xây dựng một cái đế chế Ottoman là có thể nó tương đối thành công. So với cái giai đoạn đầu thì mình khá là yếu, nhưng mà nhìn chung thì đế chế của mình vẫn chỉ có cái tiếng là chủ yếu, chứ miếng thì chưa có nhiều lắm. Tại vì thực sự thì chỉ có bề mặt kinh tế và văn hóa là mình mạnh, nó giống như nhà Tống vậy đó. Còn quân đội thì nhìn chung là không được mạnh cho lắm. Hải quân thì cũng chỉ mới được đánh giá là ở một cái mức khá là thấp các bạn ạ. Tại vì là hầu như là hệ thống cảng biển của mình thì mình đã phá cảng quân sự để mà mình lấy lại cảng thường rồi. Và hiện tại thì tuy là mình nói là mình có hải quân, nhưng mà hải quân của mình thì cũng khá là yếu. Bởi vì trong 5 chiếc tàu của mình thì tàu chỉ huy là một con tàu nhỏ, chỉ có 4 chiếc tàu xịn thôi, thành ra nếu mà bây giờ đấu với hải quân Áo thì mình đấu cũng không có lại. Ngoài ra thì mình vẫn đang bị nước Anh coi như là đè nén khá là nhiều. Mấy cái đất này hầu như nước Anh nó cũng chả thèm đầu tư xây dựng gì hết. Áo vẫn đang làm chủ ở châu Phi khá là gắt. Mình để ông Linh Mục ở đây không phải là để truyền đạo nữa, mà chủ yếu là mình để theo kiểu là để mình thăm dò nó thôi. Với lại ông này cũng bèo quá, không đi cho ông đi truyền đạo được các bạn. Rồi nói chung là mình đã làm chủ được Bắc Phi, chẳng qua là mình sẽ đợi ngày mình lấy lại cặp. Và có thể là sắp tới mình sẽ theo đi hai con đường của đế chế Umayyad năm xưa, là mình sẽ băng qua bán đảo Iberic ha, làm chủ khu vực bán đảo Iberic. Rồi ok, nói chung là mình hiện tại là mình đã làm chủ được đảo Cork rồi, quê nhà của Napoleon mà nằm đây nè các bạn. Rồi sau đó thì có thể là mình sẽ phải di chiến với Tây Ban Nha để mà làm chủ khu vực bán đảo Italy. Tại hiện tại thì mình vẫn còn thiếu xứ Lombardy. Nói chung là cái chiến với Tây Ban Nha đó là một cái điều hơi dở. Thứ nhất là nó đang rất là thân với mình, và thứ hai á, là do là nó là đồng minh của cả Pháp và Thụy Điển, và Thụy Điển thì cũng đang thân với mình. Mình đánh với Thụy Điển thì rất là bất lợi, mặc dù bây giờ Thụy Điển thì nó còn không còn thương thân với mình lắm, nhưng mà xét cho cùng thì nó vẫn tương đối là thích mình. Tại vì đơn giản là nó đang gây chiến hầu như là toàn bộ châu Âu. Bây giờ mà mình nói chung là nó không muốn chơi, nó có chơi được mỗi với Tây Ban Nha thôi, và nó buôn bán được với Pháp, cho nên nó là bây giờ nó đang mất cảng rồi, nên nó cũng không là nó không buôn bán, muốn buôn bán với mình nó cũng buôn bán không có được. Nói chung là Thụy Điển lần này là bị Nga đánh cho tơi bời te tua luôn, Nga nó chiếm luôn cả Na Uy rồi. Nói chung là trong trường hợp này mình có cảm giác là mình sẽ không đánh lại nước Nga, và đó là lý do tại sao hôm bữa mình xin military access, tức là xin chỉ khai quân đội lãnh thổ của nhau với nước Nga, để mà lát nữa mình sẽ cho quân đội của mình á, là băng qua lãnh thổ của nước Nga, và mình sẽ tiếp cận một cái vùng đất của nước Ý, của nước Áo. Đó chính là cái vùng Genesia này. Nói chung là mình sẽ tiếp cận ở một cái mức mà nhiều nhất có thể.
để mà sau đó thì mình có thể tiến quân mình đánh thẳng vào đây, tại cái khu vực này thì nó bị là nó ngăn cái núi rồi, thành ra muốn qua thì không phải dễ, về cơ bản thì có thể băng qua cái khu rừng này đánh thẳng vào đây cũng được, nhưng mà đó cũng không phải là một việc dễ dàng. Biên giới của nước Nga với nước Áo thì nó nằm ở cái khu này, đi từ đây qua, nhưng mà do nó không có đường nên khả năng hành quân sẽ bị hạn chế nha. Cái ở đây thì Áo trú quân khá là ít, cho nên là mình chỉ cần một toán quân này thì có thể chiếm ở đây. Lát nữa mình có thể chia quân làm hai đường đánh thẳng lên đây để lấy anh đây, anh với Áo hiện giờ đang là đồng minh. Cánh này thì có thể sẽ tơ tiến qua đây để mà chiếm đóng Croatia. Nói chung là sau đó chắc là mình sẽ trả lại cái đất Croatia này là cho nước Áo là để giảng hòa với nó. Vấn đề là bây giờ Áo thì nó đang liên minh với lại cả Anh, và bây giờ nó có liên minh với Nga nữa thì mình lại càng không được phép đánh nó. Nhưng nếu mình đánh Anh thì cũng không được, mà mình đánh Hà Lan thì đánh cả Áo, Anh và một cái thằng Hanover. Hanover thì mình không lo gì về nó, tại vì Hanover thì nó tương đối là yếu, nó đây nó cũng không làm gì được mình nhiều. Nhưng mà nói chung là mốt muốn giảng hòa nó cũng có, nói chung là bây giờ phải tiên quyết làm sao nó cho nó cẩn thận. Hoặc là mình bản này mình không nhớ là nó có cái bẻ đồng minh chưa, tại nếu mà nó có cái bẻ đồng minh thì tốt mà tiếc là giờ chưa có, rồi chỉ có xin liên minh thôi. Thành ra là cái việc tuyên chiến của chúng ta bây giờ là phải hết sức cân nhắc. Ông Ấn Độ này thì ông cũng đã thống nhất Ấn Độ rồi, mặc dù là còn thiếu cái đảo này, thiếu cái đảo Sri Lanka, với lại cái vùng này là cái vùng nó còn theo đạo Hồi, nó chưa có chịu theo, nhưng mà hai bên kết liên minh rồi. Giờ hiện tại là nó đang hàng này nó đang tuyên chiến với lại à quên, ông Ấn Độ này, bà Ấn Độ này là bà đang Ấn Độ này là theo đạo Ấn nha các bạn, nó không phải đi vương triều Mughal đâu, Mughal bị diệt rồi. Cái này là vương triều Ấn Độ Matha đó, Maratha nè, thì nó đang tuyên chiến với Ba Tư và có vẻ như nó đang thắng thế các bạn. Ba Tư rồi bây giờ hình như là đang thua cắm mặt, đúng rồi là còn đúng 1 tỉnh hay là 2 tỉnh vậy, để nhìn lại coi. À, có vẻ như Afghanistan thuộc về Ấn Độ luôn rồi, ổng còn giữ được mỗi cái vùng đó là Ba Tư thôi các bạn. Nếu mà bây giờ mình lợi dụng mình đánh thì cũng được, mà tại cái miếng đất này không ngon các bạn ạ, nó đi rộng nhưng mà những cái vùng khu định cư của nó rất là sát nhau, ý là nó rất là xa nhau, thành ra là chiếm không ngon. Cái đất này hồi xưa mình bán cho Ấn Độ rồi, thành ra giờ mình muốn đòi lại thì cũng khó. Nói vô là giờ đánh Ấn Độ đó là một cái điều hết sức sai lầm, tại vì ông Ấn Độ này muốn đánh ổng thì cũng đánh không phải dễ, là tại nó rất là mạnh, chưa kể nó cũng đang thân với mình. Thành ra nói chung bây giờ là nếu đánh đó, thì mình chưa tìm được một đối tượng nào thật sự phù hợp để đánh cả, tại hầu hết những cái nước này nó đang có liên kết với nhau, còn không thì nó cũng có đồng minh, thành ra đánh nó thì cũng không phải dễ. Như là nước nào ở đây thì hầu như nó cũng có đồng minh cả, còn mấy cái thằng này mình đánh được thì nó lại nằm tận bên trong Mỹ cơ. Ông Đan Mạch này thì ổng cũng có liên minh với Nga, và anh nói cho bây giờ mình không thể đánh Nga được, lực của mình không đủ để đánh Nga. Nói chung là giờ chỉ có sang châu Mỹ kiếm thuộc địa thì chắc được, mà thuộc địa chắc cũng còn nhiều gió mấy cái đảo của hải tặc thôi, mà hải quân của mình cũng chả đủ mạnh để đi xa nữa. Nói chung là bây giờ mình đang bị kẹt ở đây, chủ yếu là bây giờ mình thống trị cái khu vực này, sau khi mà đánh bại Georgia mà khả năng cao là sẽ bấm qua lượt vài lượt nữa nó làm loạn tiếp cho các bạn coi. Đơn giản là tại vì là thằng này là phải đập nó vài bận, nổi loạn vài bận nó mới chịu yên được. Ở đây nếu mình phá cái trường đại học này đi thì khả năng cao là nó cũng sẽ chịu khuất phục mình một phần đấy, nhưng mà một phần thôi, ngoài ra quân đội mình thì cũng chưa mạnh lắm. Tới lúc này là về cơ bản là phải có cái lên nhà lính này rồi, đúng là lên rồi, nhưng mà phải nâng cấp được cái này để xuống đây luôn, chứ còn không vậy thì nó vẫn hơi bèo. Cái này là cái lưỡi lê đời tới tiếp theo, là nó tương đối ngon hơn thôi, chứ cái lưỡi lê này tại nó dài hơn chút. Thằng lưỡi lê này nó chống kỵ binh mới được, lưỡi lê này chỉ mới đánh được bộ binh thôi, cho thằng này nó mới đủ dài, cái giá nó đủ dài, chứ cái là mình còn chưa có khả năng bắn theo hàng. Nói chung là quân đội của mình còn đang chịu rất là nhiều giới hạn các bạn ạ. Mình vừa mới mất tướng xong đây, đúng rồi, là giờ mình còn một ông tướng ở đây thôi. À đây, ông tướng mình đang ở đây. Đạo quân này chắc lát nữa mình sẽ chia ra làm đôi luôn. Nói chung là nếu mà cân nhắc không được nữa thì chắc là phải quay đầu để mà đánh Ấn rồi, hoặc là phải đánh thêm thằng Ba Tư này để kiếm thêm nguồn lực. Nhưng mà chắc là tạm thời bây giờ thì chưa. Ông này thì cho là phải miễn thuế cho ông thêm 13 lượt nữa. Ông này thì 7 lượt nữa thì mình bỏ. Nói chung là ông này nếu mà 3 lượt ok, chấp nhận bỏ thuế luôn. 3 lượt nữa thì không nhiều, tại tiền bây giờ có giữ thì cũng không được gì mấy, chủ yếu giờ lo đàn áp ở đây. Rồi đó, nói chung là nãy giờ phân tích thì cũng tốn 10 phút, nhưng mà cái cách chơi của mình là vậy, vừa chơi là phải vừa phân tích chứ không có đánh ào ào được. Nói chung là khi các bạn đã tiến đến với cái dòng game Tilt War này rồi thì các bạn phải xác định được một điều, đó là đây là một cái game mà nó chơi theo kiểu đó là uống trà xây nước, cho nên là các bạn không có đánh nhanh được đâu, đánh là phải từ từ. Còn bạn nào muốn đánh nhanh thì nên chơi game với thời gian thật á, đánh dồn dập luôn, chứ còn cái này thì chúng ta không nên làm cái chuyện đó.
chúng ta lưu ý các bạn cái này, các bạn nên nhớ đó là chúng ta là soái luôn á, tức là chúng ta là vua một nước luôn á, chứ không phải chúng ta là cái người đứng đầu, chứ không phải chỉ đơn giản là một cái vị tướng trực tiếp cầm quân. Đánh một trận thắng một trận nó không ý nghĩa gì cả, mà chúng ta phải có những cái thắng lợi mà nó mang tính lâu dài. Rồi ok, cuối cùng ông vua bất tài của mình cũng đã chết, ông Mustafa đệ nhị này cuối cùng cũng đã vong, và mình đã có thể nghiên cứu thêm một công nghệ mới để mà nâng cấp cảng. Mình có thêm một một linh mục nữa, rất hay. Bây giờ thì có lẽ mình ông này ổng lỡ ở đây rồi thì mình sẽ quăng ổng qua đây để mà cho ổng đi cải đạo cho cái chỗ này, sơ đi mà mai này nó có dịp thì mình sẽ lấy lại. Thằng sóc ra nó quậy thì mình biết rồi, điệp viên của mình bị phát hiện và bị hất ra đó, chuyện đó cũng không có gì lạ. Ám sát, nói chung là mình đang cố gắng gây sự với thằng áo để cho nó để cho nó đánh mình. Nếu mà trong trường hợp đó thì chỉ là mình gây chiến với một mình thằng áo thôi, thì thường thì đồng minh nó sẽ không chịu nhảy vô đâu. Vị vua tiếp theo sẽ là Osman đệ nhị nha các bạn. Mình thì đang thật sự thắc muốn biết là ông vị vua này có thực sự là một vị vua có tài hay không đây. Vua này 4 sao rồi, ok tuyệt vời, cộng 4 điểm ngoại giao và cộng thêm một cái sự phát triển cho quốc gia. Vua giỏi cho nên là thần cận thần đồ cũng được lên cấp. Ôi trời ơi, cuối cùng một bấn binh quân cũng xuất hiện rồi các bạn. À, Hà Lan chính thức vong luôn rồi. Nước nào diệt được Hà Lan vậy? Là Phổ, ôi trời, ông Phổ này ổng đang tung hoành trời Âu rồi các bạn. Rồi Hà Lan mất thì mình đỡ một mối lo, nhưng mà Nga thì bây giờ nó còn đang rất mạnh. Anh thì nó cũng đang liên minh với một đống đây. Nãy mình còn tính đây gây chiến với Áo thông qua Nga, thông qua Hà Lan để mà mình đánh với liên minh của nó. Nào ngờ bây giờ nó vong rồi, bây giờ mình phải tính lại đường này thôi. Chỗ này thì tiếp tục truyền đạo đi, lôi kéo để cho dân nó về với mình. Đằng này mình đảm bảo nó đánh thuế cao cho tầng lớp trên lắm nè, thành ra là cái tầng lớp trên nó mới bất mãn, nó còn có một điểm. Chứ thường tầng lớp trên nó luôn luôn nhiều hơn tầng lớp dưới. Tầng lớp trên thường nó sẽ ngoan hơn các bạn. Đây thì toàn ngụy binh thôi, với lĩnh đặc chủng của vùng sa mạc thì chả thèm. Rồi đây, chỗ này đang còn hai lượt nữa thì hết hạn hả? Rồi ok, vô. À nó ngoan luôn rồi, trường đại học 3 cái nó ngoan liền. Bây giờ thì mình đã có gì, mình chưa có gia ở đây các bạn, tại mình đang không có thương cảng này, nó không kết nối với lãnh thổ của mình. Nó chưa làm bắt buộc mình phải lấy lại được cái vùng này cơ. Mà vùng này nó muốn loạn thì hơi khó, tại Ấn Độ nó đang trú quân ở đây. Chỉ có dùng vũ lực cưỡng chiến mà chắc được, mà mình đâu có ngu. Rồi đây một cái thương cảng ở đây vậy. Một cái nhà thờ ở đây, một cái, ở đây có một cái trạng trại chăn nuôi là cũng được rồi. Nói chung là vừa có chỗ săn bắn mà vừa có chỗ chăn nuôi thì chọn cái thành này cũng được đấy. Nhưng mà để coi công nghệ, coi nghiên cứu cái này thì có nên hay không. À không, cái này rất nên, nhưng mà nó trừ trị an, thôi cũng được đi. Lấy được tiền thì mình mừng rồi. Giờ chủ yếu là cần tiền, mấy cái kia tính sao. Ông Ba Tư này thì... để xem nào, bây giờ chỉ còn mỗi 34 cho mình chiếm thôi, chứ cũng chả còn chỗ nào cho mình chiếm, thì có lẽ nên cân nhắc chút xíu. Chỗ này thì giờ miễn thuế rồi mà dân nó còn ngoan không nổi mà. À, rồi thôi ok, mình chỗ này mình cần xây cái nhà thờ lên để cải đạo cái đã. Chị bên 4, chị bên này cứ để đây đi, lát nữa mình lấy quân, ít quân ở đây mình đi. Đem theo 4 khẩu pháo với lại 5 thằng kỵ binh chỗ này á. Có lẽ lần này mình đem theo bộ binh với pháo binh nên không đem kỵ binh. Đây thì tạm thời mình cũng chưa có gì. Cái đất này còn Ai Cập này có chút xíu mà muốn chiếm lại mà chiếm không nổi. Mình vẫn đang thắc mắc sao thổ nó không nâng được cái trường đại học lên đây, đây không biết phải lỗi hay không. Rồi, cầu trời cho nãy giờ mình phá nó tức lên, nó đánh lại mình thì mình mừng. Chung là nãy giờ đang đóng quân ở đây đã kiềm chế rồi thôi, chứ mình yếu xìu. Đánh được ai? Mỗi lần mình kiếm được 8.900 thì cũng coi như là nhiều, tại nhờ vua giỏi. Mấy ông đại thần này cũng giỏi. Ba Tư với Nga bây giờ nó đang đứng ngắt rồi, chắc là cái cảng. Mình buôn bán với Nga qua cảng Sebastopol, nhưng mà vì lý do nào đó mà mình tiêu rồi. Để coi nào, ông Nga này ông đi qua cái cảng nào của mình vậy trời. À cảng này của mình chưa sửa nè, nó bị hư. Nãy thằng áo đốt của mình hay thằng nào nó đốt của mình như xót ra phải. À, nói chung là đứa nào nó phá thì tùy, sau buông bao sửa lại cái lượt sau ok ngay.
chung là màn này hầu như chưa có gì. Cái đạo quân này ở đây thì mình đang đối mặt với lại Maroc rồi. Đây mình bắt đầu có pháo rồi nè, nhưng mà từ từ cánh quân này thì lát nữa để đánh nó hao cái đã, là sau đó mình được, mình đang có ông tướng khá giỏi ở đây. Ông này đúng là tướng giỏi đấy, còn cộng khả năng chỉ huy chiến đấu và tinh thần chiến đấu của ông tướng này là một vị tướng cực giỏi luôn, mà già là 56 tuổi. À, của ông tướng mà 56 tuổi thì không có là già lắm, mức bình thường thôi. Bạn ở tuổi này mới được thường thì mới được phong tướng mà. Nói chung là tại vì tướng của mình bây giờ mình phải nâng cấp lên đây thì nó mới đầu, nó mới cho mình có cái nhà này, nó bắt đầu nó mới cho mình tướng mà từ trường đào tạo ra. Còn tướng mình trước giờ toàn bổ nhiệm không, từ giới quý tộc. Nói chung là tướng mà thông qua cái đào tạo đó, nó vẫn luôn tốt hơn là một cái vị tướng mà được bổ nhiệm từ cái xuất thân các bạn. Tại vì về cơ bản thì họ là những người có năng lực thật sự, chứ không phải là những cái người mà được ngồi lên cái vị trí cao là nhờ cái địa vị của gia đình. Nhưng mà tất nhiên là trong cái bối cảnh này chúng ta chưa đào tạo được thì chúng ta phải tiến cử thôi. Nói chung á, là các bạn có hiểu xưa gì ngày xưa á, quan lại á, là nó thông qua hai hình thức song song với nhau, đó là tiến cử và thi cử. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh mà thi cử nó còn hạn chế hoặc là nó chưa có mạnh á, thì người ta vẫn phải sử dụng cái nói sao ta, cái tiến cử nó rất là nhiều. Đơn giản là tại vì khi đó mà không dùng thì cũng không có người để mà tuyển. Cái đại thừa tầng lớp tinh hoa ngày xưa thì thường nó cũng nằm trong số những cái nó nằm ở trong cái giới quý tộc không à, cho nên nó là cái việc đó là hết sức bình thường thôi các bạn. Tại đơn giản lúc đó tầng lớp dưới nó hầu như nó không có điều kiện để nó phát triển, cho nên nó là cái việc mà tầng lớp trên là tầng lớp tinh hoa của xã hội, cái chuyện đó nó hết sức bình thường. Chỗ này thì hết đất rồi, không cần phải miễn thuế. Pháo thì ở đây phải một lượt nó mới luyện xong hả. Rồi mình sẽ chia quân là dân đội ở đây, là từ đây mình sẽ có hai cánh quân đi. Ở đây thì một lượt nữa là xong rồi. Ở đây thì 11 lượt. Ở đây nếu mình bỏ cái miễn thuế này thì tốn 3 lượt hả? Rồi một lượt đi cho nó nhanh. Mình đang cần công trình. Ông Ấn Độ thì ông đang tranh giành ảnh hưởng với mình ở đây mà thôi kệ, cũng không sao. Mình tranh giành ảnh ở ảnh dưới đây cũng được. Ông này truyền đạo giỏi, ông cải đạo nhanh lắm. Mà cái tôn giáo nó càng bất ổn thì ông Ấn Độ dễ mất cái vùng này thông qua nổi loạn. Thật ra thì mình có thể giở trò mình dùng đặc vụ đánh phá, nhưng mà mình không muốn làm mất lòng với người bạn này của mình. Thằng này mình đánh nó không nhanh thì nó nhiều khi nó bị Ấn Độ nó diệt luôn, mà mình cũng mệt đấy. Một cánh quân của nó đóng ở đây rồi. Bây giờ thì để xem nào, rồi đem theo hai khẩu pháo cũng được. Đây, để lại khoảng 10 lính ở đây đi. Đủ để đồn trú thôi. Rồi, ở đây thì chỉ có thể cho mình lính này thôi, không cũng không cần lắm. Nếu vậy thì mình cho thêm bộ binh xuống đây. Hiểu sao dùng này đang miễn thuế thì nó sẽ ngoan. Chỉ coi nào, ở đây là 4, ở đây là thiếu tới 5 lần á, lấy thêm một kỵ binh này nữa vậy, hoặc là lấy một bộ binh ở đây cũng ok. Rồi xong, vẫn ổn vẫn ổn. Rồi nhanh tay đi, không Ấn Độ nó nuốt luôn 34 thì mình lại mất cái miếng đất này đất bự các bạn. Nó bèo giờ cũng phải lấy, giờ cũng chẳng đánh ở đâu được. Nói chung là không nên kén cá chọn canh các bạn ạ. Kén cá chọn canh quá riết rồi không có cái gì để ăn đâu. Kén ở mức vừa vừa phải phải thôi. Như là người ta nói là một vừa hai phải mà các bạn. Cùng tụ quân ở đây sao nó mới tiến thẳng xuống đây được. Ở đây nó có cái trường đại học, mà cái đất này mà để trường đại học thì mình cũng không chắc cú là an toàn. Công nghệ hải quân là hầu như mình chưa nâng cấp nữa, thành ra hải quân mình yếu xìu. Ottoman nó cũng mạnh về hải quân nhưng mà cái trung cổ thôi, chứ qua tới thời cận đại thì hải quân của nó cũng không được đánh giá cao lắm các bạn.
áo công nhận nó cũng lì, nãy giờ mình phá nó không biết nhiêu mà nó cũng chưa giận mình, nó đánh như là mình khiêu khích nó nãy giờ là nhiều lắm ấy, chứ không phải ít đâu. Rồi ok thì thôi, coi như là nó cũng một cái thằng giỏi, nó biết là không nên để bị khiêu khích. Rồi một cái trung tâm công nghiệp ở đây rồi, chỗ này không biết còn công trình không, còn luôn. Wow, nhưng mà thôi để từ từ đi. Ông này là thuộc đất, cái đất này nhỏ mà ấy không, đất này bự mà thành cái tỉnh này nhỏ mà công nhận là cũng ừ quá chứ. Ông Ba Tư ơi, ông ráng ông sống giùm tôi mấy lượt nha. Nó quýnh ngược lại Ấn Độ cũng kinh đấy. Hảo Hảo, anh có lời khen cho chú quá giỏi. Này 100% theo đạo rồi. Tiền thu được cũng khá nhưng mà đa phần là từ cái mấy cái cảng cá thôi. Ở đây có cảng buôn, nó kết nối lại rồi đây. Giờ mình bắt đầu mới có da là tại hàng hóa nó phải thông qua cảng buôn nó mới được chở đi bán được. Chứ không thôi nó nằm chết đây luôn. Cảng cá không chuyển hàng đi được các bạn nhé. Thành ra tại sao mình phải xây cảng buôn ở đây mà mình không xây cảng cá là tại như vậy. Rồi xong. Chỗ này thủ đô mình chắc giờ kinh tế lên rồi. Ok đó, thủ đô vậy mới gọi là thủ đô chứ. Mình đóng vậy mình kiềm chế nó luôn. Chứ thủ đô mà bèo quá thì cũng không được. Đây mới vô là mình cũng có đường ra Biển Đen rồi đấy. Mình có khá nhiều cảng ở Biển Đen các bạn. Đúng rồi là có một cái cảng ở đây, mà cảng này là cảng cá. Vùng này thì coi như là xong. Cải đạo thì cứ từ từ không gấp. Khả năng hành quân của mình cũng chưa được tối ưu nữa, thành ra là nó cũng còn hạn chế. Bất đắc dĩ nữa thì mình bỏ pháo ra mình chạy cho lẹ cũng được. Rồi đây. Ok, chỗ này có pháo rồi đương nhiên phải ngoan, còn không ngoan là nguyên một quả đạn trái phá nó rớt vô đầu thì chắc ai cũng sợ rồi. Mà chứ mà không có cái trường đại học này không nâng xuống đây tiếp được. Mà kệ qua đây nâng trước. Dù nâng với công nghệ nông nghiệp thì cũng được, hoặc là nâng cái này. Mà mấy ông thổ mấy ông có uống rượu đâu nhỉ. Ấn đoạt Ấn ông thổ này thì ổng không có tên lửa các bạn. Rồi xin lỗi Ba Tư nha, mình biết là chúng ta là bạn thân. Mình có cái hành động như vậy nó không đúng với bạn, nhưng mà bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy. Công nhận Bộ trưởng Bộ Tư pháp của mình giỏi dễ sợ, vua chỉ còn giỏi xíu thôi, bộ cấp dưới phát triển năng lực ngay luôn. Đúng là tuyệt vời. Đúng là phải có minh quân thì mới có được người tài ra giúp sức các bạn. Còn vua mà tào lao thì người tài nó cũng đi dần hết rồi, nó không ra thêm nữa. Thành ra Gia Cát Lượng mất cái nhà Thục Suy luôn là cũng tại như vậy á. Mặc dù Gia Cát Lượng để lại người tài thì cũng không phải là ít, nhưng mà vấn đề là họ cũng không phát huy được năng lực. Bởi vì ông Lưu Thiện bèo quá. Mà cái đó là cũng không khó tránh được lịch sử mà các bạn. Rồi đây. Đi tới luôn không? Tới hay quá. Với điều kiện là không có gì cản mình nha, còn cản mình là mình mệt á. Rồi. Cái này thì chỉ có cầu mai thôi, thằng này nó không có đồng minh mình không sợ. Mình đang là bạn hàng nó, mình đánh nó luôn thì không phải là Trang Tuấn Kiệt. Rồi xong, giờ có hàng không? Không hàng, trường hợp này khẩu pháo này không tiếp diện được, tại nó đặt cố định. Ông này thì chịu rồi, mấy thằng Mucaster này thì không làm gì mình, tội lính cầm kiếm ở đây mà là, kiếm này là kiếm dân quân nữa. Mốt này mấy này nó ghi là mốt nè, nó còn tệ hơn militia nữa. Mốt này là tự vũ trang luôn, nó chỉ có ví dụ như là militia là dân quân là còn được huấn luyện một chút. Rồi thôi, xin lỗi nha. Ấn Độ nó được phép đứng trên đất của mình nha các bạn. Rồi xong. Ủa ông Ba Tư bay chưa? Còn đâu nữa? À còn bên này á. À Ba Tư nó vừa mới chiếm được chỗ này à. Trời ơi bất ngờ quá. Rồi vậy mình xin giảng quà với nó vậy. Rồi đây để tặng công nghệ. Ok. Tại nó đang bị Ấn Độ đánh, nó cũng không dám làm cự nữ đồ với mình. Rồi vậy lát nữa mình tranh thủ mình chiếm lại chỗ đó luôn cũng được. Đây thế là giờ mình lại có một cái cảng nó thông ra khu vực này rồi, ngon. Cơ hội tí. Không phải là hành động của người Tuấn Kiệt nhưng mà phải chịu thôi. Tuấn Kiệt quá thì làm sao mà sống được ở cái thời đại hỗn loạn này. Rồi đây có một cái này, quán cà phê ở đây cũng tốt. Có cái này ở đây.
một trung tâm công nghiệp nữa thì thôi cũng ok, nhưng mà trường đại học thì bây giờ không giữ được. Tại giữ trường đại học thì phải bỏ trung tâm kinh tế. Mà cái này là trung tâm công nghiệp nặng, mình bỏ thì mình không đành. Ở đây là cái trung tâm công nghiệp nhẹ, mình bỏ mình cũng không đành, thôi bỏ cái trường đại học đi các bạn. Rồi nhà pháo. Cái này là cái nó bút vô kinh tế rồi. Tại cái quân sự nó sẽ có nhiều cái hơn. Cái này thì mình bỏ, tại vì mình muốn xây cho cái toàn dân được dùng cơ. Rồi xong, không thiệt binh nhiều lắm mà cũng tạm được. Tính ra ông Ấn ông đầu tư cho cái vùng này không nhiều. Ây da, tự nhiên có điều kiện để dụ cho ông đánh luôn chỗ này đi, chứ mình chiếm lại hết luôn rồi lại quá ngon. Ây da, tình thế biến đổi khôn lường rồi các bạn ơi. Ây da. Trời độ. Ông Ba Tư thì ông lấy lại được tí công nghệ, ông cũng mừng. Chỗ này thì tại cái trường đại học thôi, chứ mà sau khi mình bỏ cái là nó ngoan ngay. Giống như xót xa này vậy đó, chẳng qua nãy giờ nó chưa chấp nhận được cái cách cai trị của mình thôi, nó còn chống đối nhiều, nhưng mà nó ngoan rồi. Thằng ở trên nó luôn ngoan, thằng ở dưới, ngay cả khi các bạn có tuyên ngôn giải phóng nô lệ rồi nó vẫn ngoan như thường. Afghanistan này là của ông Ấn rồi, thôi mình không giành với ổng. Nó xây nhìn tôi nó cân bằng á, tại có một trường đại học thì có cái này cũng được. Nhưng mà mình không muốn cái trường đại học của mình nó nằm ở cái khu vực Ba Tư này. Tại đất chỗ này rộng quá, khó quản lắm. Mốt có loạn rất là khó dẹp. Chứ kể là phải đóng quân ở đây đủ thứ nữa, tại chỗ này cũng là vùng biên nè. Thành ra là bỏ đi, xây cái nhà thờ ở đây. Phát triển kinh tế khu này luôn, tại đất chỗ này rộng. Nó có tài nguyên, có mỏ đây nữa, là thành ra để hai cái trung tâm công nghiệp ở đây thì nó cũng hợp lý. À không được, xin lỗi chị. Như là mình chơi Military Asset với nhau thôi, nhưng mà chiến tranh của chị là của chị, của em là của em. Tránh chị em mình bị lôi vô chiến tranh của nhau thì nó rất là buồn. Không, xanh liền các bạn ơi, mình nói rồi mà. Bởi vì xây trường đại học ở đâu là hết sức cân nhắc nha, đối với cái bản này. Phát triển giáo dục là cái điều mà mình rất thích làm ở các phiên bản khác luôn, tại nó liên quan tới việc đó là nâng cấp công nghệ. Nhưng mà riêng ở cái bản này thì mình khuyên các bạn đó là nhắc tới cái vụ công nghệ là các bạn hết sức cân nhắc. Đúng rồi, nhắc tới cái việc nghiên cứu khoa học là hết sức cân nhắc nha. Rồi, một cái nhà thờ ở khu này. Mình sẽ cho dân rót ra đi theo đạo Hồi luôn. Bắt nó bỏ đạo chính thống nó theo đạo Hồi. Dùng Azerbaijan nè, ok. Rồi, nói chung là nó vẫn đang cạnh tranh tôn giáo với mình khá mạnh, tại có ông linh mục của Ấn Độ ở đây. Nhưng mà không sao, chỗ này rồi nó sẽ phát triển thôi. Còn chỗ này thì ok, 8 lượt nữa là mình có cái nhà thờ ở đây rồi. Chỗ này thì nó là cái xứ ở chỗ này là Chechnya hả? Cái chỗ của mấy ông Chechnya nè các bạn. Wow. À, pháo binh nghiên cứu xong rồi à. Rồi sắp sửa có quân đoàn tiếp theo rồi. Để mình xem coi ở đây mình đào tạo được tướng không ta. À được rồi nè, đây để mình đào tạo một ông tướng ở đây, cho ổng về anh kia luôn. Nếu bây giờ tập hợp quân ở đây thì được bao nhiêu nhỉ? Đây là mà thiếu một, về thêm một ông tướng ở đây là đủ 10. 10 ở đây mà thêm vô đây thì mới có 16 là không đủ. Vậy thì phải ở đây vẫn đang mua pháo à. Vậy thì ở đây là sẽ từ nếu vậy thì phải đổi quân. Tại vì pháo nhiều quá thì không nên bỏ quân đoàn 4 pháo thôi. Vậy thiếu 2, chắc mua thêm 2 con ngựa nữa là đẹp. Nhưng mà phải ngựa chuẩn cơ. Vụ ngựa này nè. Rồi xong. Từ từ mua từ từ, giờ mình phải đi tích tiền đã, tránh mình không tích được tiền. Rồi đây, một bông với da giờ mình bán tha hồ luôn. Giờ chỉ có phổ là nó đang đứng rồi, mình bây giờ mình chung biên giới với thằng Ba Tư rồi. Buôn bán với nó trên bộ cũng được, tại nãy là vì phải buôn bán nó bằng cảng.
còn giờ đi thẳng trên bộ luôn, đất mình bao quanh đất nó mà. Ông Ấn Độ ông để mất Lưỡng Hà là mình thấy mình hơi phê bình rồi đấy, nhưng thôi kệ cũng được, chứ là nghĩ thì cũng tội mà thôi cũng kệ. Mình thân hầu như với tất cả mọi người luôn hả trời, chắc tại mình đánh thằng Ba Tư ấy. Rồi thôi vậy cũng mừng, giờ có mỗi thằng Ba Tư nó ghét mình, nhưng mà tại mình đánh mấy thằng Hồi giáo và mấy thằng Thiên Chúa thì đương nhiên nó thương rồi, cái đó là đương nhiên. Đế chế Ottoman đang dần trở lại rồi các bạn. Như là phải chờ ngày tụi nó mâu thuẫn nhau để mà mình, nói chung là cái này là chúng ta phải chờ đợi biến cố thôi. Đây, cho này nó đi lên đây cái đã. Một ông nhà truyền giáo nữa, à tốt đó, ra khu này đi tôi cho đỡ tôi. Đây lên đây truyền đạo cho dân rót ra này. Đây phát triển cái cảng này lên, nó vô là phá trường học và xây nhà thờ. Chắc là một số bạn ở đây sẽ lên án mình. Không, vừa vô là thằng ông tướng mà được đào tạo cái là 4 sao rồi. Để coi nào, tăng một khả năng chiến đấu trên trên đất liền. Ok, tăng một tinh thần chiến đấu, tăng một khả năng chỉ huy pháo binh. Nói rồi, ơi ông tướng này quá giỏi, không thể chê vào đâu được. Mình để coi đạo quân này nó đang thừa cái gì, đang thực kỵ binh là đúng rồi, cho ông dẫn theo 2 kỵ binh về. Rồi xong, về tụ quân ở đây, cho 2 khẩu pháo xuống đây hội là xong. Nói chung là từ từ để vừa dỗ yên dân ở khu này đã, bắt đầu mới đi hành quân đi tiếp được. Tại vì có quán cà phê đổ đây nó ngoan thôi, chứ thực chất là nó chưa ổn lắm đâu. Có ông này truyền vô truyền giáo thì nó lên tôn giáo lẹ. Đấy, rồi. Ok, hội quân ở đây vậy là 5 kỵ binh, 4 pháo binh và còn lại là bộ binh. Ở đây thì để coi nào, lát nữa mình nhập quân ở đây qua là có 2 kỵ với 4 pháo rồi. Ở đây thì bộ binh không. Thêm một ông tướng này ông đã dẫn thêm 2 kỵ binh về nữa là 3. 3 với lại ở đây nữa là 12, 12 với ở đây nữa là 16. Vậy thì thiếu 4. Để coi nào, vậy lấy một bộ hai kỵ đi nhỉ, một bộ 3 kỵ. À, nói chung là từ từ giờ chú ý là ra tập trung khu này cái đã. Ba Tư thì nó đang dẫn quân đi đâu mình không biết, mà về cơ bản thì nó bị khóa chết ở đây rồi, nó đâu có đi qua đất của mình được đâu. Hoặc là nó chỉ có thể đánh lên khu này của Ấn Độ thôi, mà đố nó dám đánh đất này chưa yên, còn lâu nó mới đánh được. Thậm chí nó ra ngoài đứng luôn, nó không ở trong thành nữa. Rồi đây, kinh tế nó lên dù dù luôn. Chỗ này bao nhiêu lượt nó đây, 7 lượt. Nhiều khi nó nhảy lượt á, đây nó bị lẻ lượt các bạn, nhiều khi nó 1.5 á. Rồi đây, cái quân đoàn của chúng ta dần tập hợp rồi. Trong trường hợp mà phải đánh với Nga chắc phải vừa đánh vừa đàm, quá đánh xong cái xin hòa liền, ví dụ vậy. Gì đây, họ chỉ đánh xong trả đất cho nó không lấy á. Trong Ấn Độ lại xin này nữa không cho được. Mà khoan đã, bây giờ tiền nhiều rồi nên cân nhắc cái việc đi mua công nghệ. Khoan khoan khoan, đối với Ấn Độ là nó đang very friendly với mình, cũng không tội không mua đồ của nó. Nó có cái gì đây? Yeah. Rồi chị bán em này được không? Bán cái này đi cho em xây nhà cái, em đổi chị cái này. Coi nào, chị em mình là thân thiết với nhau mà, mặc dù tôn giáo khác nhưng mà chúng ta có chung quyền lợi đúng không? Rồi, chỗ thằng em chị đây em chơi nhiệt tình lắm, bán chị 7.000 luôn. Tiền đang nhiều không ngại gì không chơi, đổi không? Vô.
triệu luôn. Dạ yeah, đó, vậy mới là chị em tốt chứ mua thêm cái nữa. Hết cái để đổi rồi, giờ đổi ngang luôn nè. Giờ này không có gì để đổi thì mình chơi luôn, cân bỏ luôn 8.000 hoặc 9.000 gì đó, 8.000 thử coi nó chịu không, rồi không thì lên giá từ từ. À nó không chịu rồi, liên minh quân sự rồi. Rồi đây. Bà này chắc có nhiều trường đại học rồi. Ok anh em mình, chị em mình lên 9.000 gì đâu. Em đây chịu chi lắm, miễn là nó hợp lý. Vẫn không chịu. Xin rồi 10.000, bà chị biết giá trị đấy. Như là công nghệ quân sự thì không có dễ gì mà đem bán, dù là đối phương ra giá cao. Ok. Rồi nó chịu rồi, hay. Giờ lính mình có khả năng bắn theo hàng rồi các bạn, chúng ta mạnh lên thêm xíu rồi. Oh yeah. Chi tiền khoản này là không có tiếc. Chỗ này nó còn ngoan dài dài không, đóng không mà đóng quân đó, nhiều khi sợ nó vẫn ngoan như thường. Đây, anh em tụ quân về đây. Nó băng núi được nhưng mà mất thời gian các bạn thấy không? Rồi đấy, giờ chúng ta tụ quân về đây đi. Cái này vô mình chiếm được của người ta thôi chứ mình cũng không được cái đó. Ở đâu đây? Cái này là ở ở đất Algeria các bạn. Rồi dù là biết Algeria thì nó theo đạo Hồi hết rồi nhưng mà vẫn phải xây. Tại lát nữa nhiều khi có đứa nào nó qua đây nó truyền đạo với này tăng kỳ an cũng không tội gì, không xây quán cà phê thì biết là nó tăng nhiều hơn. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nên nâng cái qua đối với Hồi giáo, chúng ta nên xây nhà thờ. Thật ra nhà thờ lúc này nó đóng vai trò là trường học rồi luôn đấy, nhưng mà người ta chủ yếu nhớ nói với công trình là tôn giáo thôi. Rồi xong, đảm bảo tôn giáo cho chỗ này chứ không nó theo đạo Ấn nó thì chết mình. Ông Ấn Độ, ông này ông đang chia quân ra, ông đóng khắp nơi để ông trấn nơi loạn hạch, chẳng thà ông chui vô đây ngon hơn các bạn. Mình thì đang hội quân ở đây rồi. Dù là nước đi của ông bạn này hơi sai đấy. 16 thì thôi khoan. Ông này nhanh lên, tôi cần cái nhà thờ. 6 lượt nữa mới thành lập được cái thị trấn tiếp. Như là dân số tăng thì cũng hơi chậm đấy, nhưng mà cũng tạm được. Rồi khoan, giờ bỏ sách có tiền rồi. Chỗ này thì tại xong rồi không nói, nhưng mà mấy cái dùng khác của mình thì chắc lên được công trình. Đây, vô là 3.000 thì có không nhiều lắm, mình cứ thoải mái. Tại giờ thành mình chưa nhiều, nên mấy cái vụ nâng cấp hàng loạt này nó hơi khó. Nói chung là các bạn chơi Medal 2 thì các bạn sẽ không quen với cái kiểu nâng cấp hàng loạt này. Nhưng mà khi mà các bạn qua Empire này thì các bạn phải tập làm quen với cái vụ nâng cấp hàng loạt này. Có công nghệ cái nâng hàng loạt liền. Còn bên cái Medal 2 thì thường nó không có đề cao cái vụ công nghệ lắm. Các bạn nâng thì cứ nâng thôi. Tại vì nâng theo thứ tự các bạn muốn nâng hàng loạt nó cũng không cho nữa. Còn qua cái bản Tam Quốc thì nó kết hợp hai cơ chế lại với nhau. Muốn nâng hàng loạt thì các bạn phải bỏ thêm tiền ra thôi. Nhưng mà cái cơ chế nó đó thì mình không ưa cho lắm. Tại vì thứ nhất là nó khiến cho chúng ta tốn khá là nhiều khoản chi phí. Và đôi khi nó không thực tế nữa. Tại vì nó nhiều khi các bạn giống các bạn coi kênh của anh Tuần Tuần Vô Tiên Quang, anh Tài rồi đấy. Có mấy lần anh chơi mà anh đập tiền vô mặt ai như đúng rồi vậy đó. Nói chung là chỉ trong vòng một lượt, mà một lượt là có 3 tháng mà xây một cái công trình mà từ đời 1 nó quốc phát lên tới đời 5 luôn thì mình cũng lạy rồi, không biết quy động ra được ở đâu lính thợ ở đâu ra mà nhiều thế. Đúng rồi, là dân phu với mấy lính thợ nữa. Thời điểm này nó không có khái niệm lính thợ các bạn. Mà nếu có thì người ta cũng không dùng cái khái niệm đó mà người ta vẫn gọi là dân phu với đồ thôi. Còn không thì mấy cái người mà dạng như thợ thủ công đó thì nó sẽ gọi là dạng như là nó cũng xem như là cái lượng hậu cần thôi các bạn. Nó không có phải là xây dựng nên là một cái lượng công binh riêng. Cái này nó chưa có khái niệm công binh. Ông Áo ổng đòi mình đưa đất Tripoli, đổi lại đưa hai công nghệ ở xanh khôn ấy. Giờ cái đó thì em không có. Giờ anh muốn thì anh bán em công nghệ này, em đổi anh mấy công nghệ của em thôi. Đổi anh hai cái này luôn, chịu không? Đổi ngang. Nó chịu kìa. Rồi thế là mình được nâng cấp hải quân rồi các bạn. Cái nhà hải quân nãy giờ mình nâng cấp không được. Cái đó giúp nâng cấp cái cảng luôn, cái đó là công nghệ liên quan đến việc thiết lập cảng biển đấy. Phải hai lượt nữa.
đúng là ba lượt nữa mới đánh được cái thành này. Một lượt nữa để cho thằng này nó về đây nó hội binh nè, sau đó là lượt sau là tiến thẳng tới đây, sau đó là mới đánh qua vô đây được. Này nó trị dân không yên, dân làm loạn suốt thôi. Thì chú xem lại mình đi chứ chú vậy là không ổn rồi. Thiệt, băng núi băng rừng khổ quá. Rồi đây, ông Ấn Độ ông đóng ở đây giống như ông bảo vệ quyền lợi kinh tế của ông ở đây vậy đó. Thôi cứ cho ông bảo vệ đi. Rồi xong, đất này giờ đảm bảo vào 6.001 luôn. Ôi giời ơi, thảo nào nãy giờ tiền mà nó nhảy dù dù. Hai cái trung tâm công nghiệp mà đặt đúng chỗ thì ôi giời ơi rồi. Rồi đây, nó lên được cái cảng rồi. Bây giờ mình mở được cái theo công nghệ này rồi, ngon. Ok, giờ chả xây dựng gì cũng không tội gì không đi mua đồ các bạn. Đó, bây giờ bắt đầu thấy có tiền rồi mình chơi vậy nó mới đã nè. Rồi giờ tiếp tục công nghệ quân sự, mình mua thêm cho nâng cấp hải quân mình lên. Chứ cứ dày hoài không được. Đây, có tiền thì mình đem ra mình đổi thôi. Chị ơi, 4.000 chị bán không? Nó không chịu, chắc phải 5.000 mới chịu. Ok. À 5.000 một cái công nghệ đời 1 đúng không? Rồi ok ok. Hey, 5.000 thì 5.000, em thì ngại gì đâu chứ. Rồi đây. Tiền em đang còn, lượt này em mua của chị rồi thoải mái luôn, mặc dù biết là tiền thì chị không có thiếu, kinh tế chị mạnh không kém gì em. Thua một chút thôi. Ok. Rồi xong, chắc cũng đang thiếu tiền, thấy mình tới mua chẳng qua làm giá một tí. Thật ra nó mạnh hơn mình, nhưng mà kinh tế của mình 285, nó 460 lận. Mình kém hơn nó, mình chỉ bằng khoảng phân nửa đó thôi. Nhưng mà so với thằng Anh thì mình vẫn mạnh hơn được một chút. Nhưng mà nãy giờ mình đầu tư kinh tế thì nó cũng nhiều. Dướng pháo binh cho nên là nãy giờ khả năng hành quân nó hơi bị kém. Mà kệ cũng không sao. Chỗ này Ấn Độ nó không còn trú quân nữa, nhưng mà nó vậy nó cũng không yên được đâu. Tôn giáo mình đang lên lại rồi. Ông Ba Tư là ông khôn rồi đó, bây giờ ông bắt đầu ông trú quân ở đây nhiều nè. Lính này là lính gì vậy trời? Chắc phe Ba Tư không được chơi nên lính này mình không tuyển được. Nói chung đây cũng như là một dạng ngựa lâm quân Light Infantry thôi, nhưng mà nó là kiểu của Ba Tư. Rồi nó dùng thằng kỵ binh lạc đà. Tướng của nó cũng là tướng 4 sao đấy, không phải bùa đùa đâu, thêm cái thằng cầm giáo này nữa. Rồi ok, quân đội có 3 khẩu pháo luôn. Không phải ăn, muốn ăn đơn phe này cũng không phải dễ, nhưng mà xui cho nó là mình có liên minh với Ấn Độ, cho nên là lát nữa là mình sẽ để quân về đây. Rồi hai cánh quân đánh hai đầu luôn, một cánh quân có thể đánh không lại, nhưng mà hai cánh quân thì chưa chắc, tại vì cánh quân này của mình cũng không phải là mạnh lắm, chỉ là sức mạnh tầm trung thôi. Mình hội quân hai cánh mình đánh nó. Đây, cái này thì nó cho mình 5% khả năng di chuyển trên map cho hải quân. Cái này thì giảm 2% khả năng chi phí di chuyển hải quân, được khá được ấy. Thêm nữa coi nào. Mà tăng phí di chuyển thì không sao, rồi ok cũng sẽ giải quyết được thôi. Cái này vậy, công nghệ này thì nó giảm cái khả năng giảm cái tốc độ hồi gì ta, nó giảm cái thời gian hồi đạn các bạn. Nên kiểu là tăng hiểu hay là kiểu là tăng tốc độ bắn ấy. Để xem ra chơi phe này chúng ta phải có nhiều cái trường đại học, là tại nó không cho chúng ta lên trường đại học đời cuối. Một phần nữa nó có con pháo này nó thủ thì nó được lợi, tại con này tao bắn sang pháo mình. Pháo mình bắn tầm bắn hình như là có của mình là 350, nó là 750, nó gấp hơn gấp đôi luôn, tại gấp đôi cũng mới có 700 mà. Nói chung là một cái phe mà Ba Tư này nó làm được một pha đột phá khá là hay đấy. Mình có thể đòi là được đất từ Ấn Độ thông qua nó. Ông Áo này ổng lại đòi đất, ổng đòi đất Algeria. Anh nghĩ anh là ai vậy hả anh trai? Nói chung là thôi nhá, tặng anh một đồng như là tiền chiêu đãi sứ giả, cho nó ra nó mua bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ nó ăn đi. Đồng vàng này cho ra thêm mua ly cà phê Thổ Nhĩ Kỳ cho uống nữa. Đó, rồi vui vẻ ở Thổ ha. Rồi nó nói là mình friendship với nó. Ok. Như là đôi khi đừng từ chối ngoại giao thẳng thừng, mà hãy tặng nó một đồng các bạn. Đồng đó không đáng gì so với ngân sách của mình.
như là đang nghèo thì một đồng nó cũng không quá là quá giá trị, nhưng mà cái đó để tránh những cái vấn đề ngoại giao. Ở vấn đề bản độ này bạn cứ xin đồng minh như là thôi mình đi asset thôi chị ơi, cái đồng minh hơi khó. Còn mà có một cái thành này mà nuôi quân thì là cũng hơi đông đấy. Rồi không sao, ông này ở đây hả, ông này ở đây cũng được, cho qua đây luôn, qua bán đảo Iberic truyền đạo đi, đưa Hồi giáo trở lại với bán đảo Iberic nào. Cái gì đây, à một ông dạng như linh mục ở đây đi rồi, thầy tu của mình đi đây đi rồi. Rồi đây nhà thờ nhỏ thì cũng không ra được linh mục xịn, thầy tu xịn, rồi hơi kệ cũng không sao. Chỗ này nó ngoan rồi, cũng không cần phải trú quân. Mà khoan, cũng chưa cần, chủ yếu là giờ thằng này nữa, là cái thằng cần tập kết nè. Ấn Độ thì nó cho mình qua thì không nói. Đây, tập kết về đây. Nãy quên mua quân. Thì thôi mua quân ở đây vậy, mua 2 kỵ binh ở đây là xong. Vậy là lực lượng này có 6 kỵ binh. 6 kỵ binh thì hơi nhiều, hơi kệ cũng được. Tại kỵ binh đánh với bộ binh nhiều quá khó điều khiển, nó tù lắm. Ông này ổng trị dân sao mà có khói lửa ngút trời trời. Mình vây cái thằng này xong mình mới cho cái cánh quân đi, mình tạt qua cái thằng này được. Sau khi đánh thằng này xong á, bắt đầu mình hai thằng phối hợp công thành là nó đi luôn. Hai mũi giáp công các bạn. Rồi Ấn Độ ơi, em có tiền rồi đây, chị bán đồ em với. Mà này, để coi nào. Cái này để coi mình, không biết là mình định chắc mua cái pháo này đi, mình nó hay hơn này nè. Không biết bao nhiêu ta, mình mua nó với giá 10.000, không biết là 12.000 đi, tại công nghệ đề 3 mà. 12.000 ok. Chơi luôn. Ồ. Oh. Mà chị này hảo hảo dữ ta. Cái này nó hỗ trợ pháo rồi này. Pháo mình giờ có thêm đạn bắn rồi, kinh lắm đấy. Ok. Chị em tốt. Chung là mình cứ tặng tiền cho nó đầu tư. Thằng ông Ấn Độ này hình như mình có cảm giác là ổng giàu, nhưng mà cái sự giàu đó nó không có lan ra khắp đế chế. Cái đầu tư nó còn hạn chế, bằng chứng là nó bỏ khá là nhiều cái chỗ nó không xây các bạn. Chứ đây là một cái đế chế mà dạng như nó bự về bề ngoài, mạnh về bên ngoài, nhưng mà bên trong thì nó còn nhiều cái thiếu sót. Nó không phải là nó đầu tư kỹ như mình các bạn. Nó đầu tư như mình thì thật sự là nó cũng ngon đấy. Không ngờ là lần này mình lại chơi với Ấn Độ. À rồi thôi, nằm đây, nằm đó luôn đi. Spawn ra đó thì tôi cũng không biết tôi dùng ông làm sao luôn. Rồi công nghệ đã nghiên cứu xong rồi các bạn. Giờ công nghệ nào tiếp ta. Nghiên cứu quân sự nhiều quá thì cũng là thất sách. Cái này thì cho kỵ binh mà mình có dùng cận kỵ đâu, phải dùng cái đội hình đó. Nghiên cứu cái này hay là cái này nhỉ. Cái này thì nó cho nó giảm, nó còn búp thêm công trình nữa hả. Là tội gì không nâng, nâng vô đây trước đã, nông nghiệp tính sao. Giờ như là mình có công nghệ nâng cấp cảng rồi. Đưa coi cái này phải công nghệ nâng cấp cảng là đời cuối chúng ta. À không, xuống đây rồi, vậy là mình không có cảng cái đời cuối, mình chỉ có cảng đời 3 thôi. Rồi đây, hai con ngựa. Rồi cảng đời 3. Cái nhà thờ đời 3, cái này đời 2 đúng không. Rồi đây, nâng cái này nha, để nó cho nó cộng chung. Để nhiều bạn hỏi mình là sao không nâng qua cái này, thì cái này các bạn để ý nè, nó cộng có 2 thôi. Chẳng qua là nó thêm 2% nghiên cứu công nghệ, cái này không cần lắm, tại 2% không đủ nhiều. Với lại quan trọng nữa là nó store mình thêm một hàng sát thủ, mà sát thủ thì mình đâu có cần. Sát thủ chẳng qua nó ra thì mình dùng thôi, thành ra là mình luôn luôn mình chọn đi cái hướng là mình xây cái này nha, nhà hát phục vụ toàn dân, chứ mình không có nhu cầu là xây riêng cho Sultan. Cái gì cũng vậy, nghệ thuật là để phục vụ nhân dân, không phải để phục vụ riêng một cá nhân nào cả. Rồi vậy phải từ từ đợi thêm. Ông này là để coi bỏ ra là 7 lượt. Rồi ok, miễn thuế tiếp, giờ giàu rồi. Rồi ok, sắp tiền đi mua công nghệ nữa nào. Như là nghèo thì cũng phải chịu chi một tí chứ đúng không các bạn.
Cái này là dành cho kỵ binh, hoặc là mình cái này cho hải quân. Cái này vừa bắn vừa tiến lên. Cái này là súng xịn, là nó tăng 3 chạc bonus luôn. Mình thì ít khi nào chạc lắm, ta phần dài hàng ngang bắn mà phải nâng thì mới nâng tới cái công nghệ kia được. Thì thôi được rồi, cũng không tội gì không nâng. Đây. Rồi, 12 ngàn chỉ bán không? Ok. Ô già. Chị em tốt. Mà khoan, đang còn tiền. Đây, bán em công nghệ này luôn đi. Chơi tất tay lên các bạn, chúng ta đang bị bỏ sai về mặt công nghệ rồi. Đấy ông, chỗ chị em tốt nó như vậy đấy. Giờ hải quân mình lên được chút rồi nè, bộ binh kinh tế rồi cũng nói là nhảy lên xíu. Hai hạng nhất với hạng nhất bản với nhì bản mà nó chơi nó hỗ trợ nhau kiểu này thì ai chơi cho lại. Dù là nhất bản mà hợp tác với nhì bản nữa thì thôi rồi. Giống như chơi mà cho lã bố đi với lại quan phủ cộng trương phi nữa, ba ông này ổng chiến thì thôi khỏi rồi, khỏi nói luôn. Nói chung là Ruby năm xưa bên cạnh Ngũ Hổ Tướng bao gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, mà lão bố năm xưa nó không phản á, thành Lục Hổ Tướng nó còn ghê nữa cơ. Chứ còn Ngũ Hổ Tướng thấy cũng còn nhiều cái hạn chế lắm. Rồi đây từ từ biến cố ở đây sẽ nhiều đây. Ông này chỗ này nó đạo ấn nhiều quá rồi nè, thành ra là nó mới quậy. Nhà cửa thì không lo xây, cái nông trại thì nó cháy ngút trời, thêm cái trung tâm công nghiệp ở đây nữa là thôi rồi rồi. Ông đánh cái kiểu này là tự tiêu hao lực lượng đó chứ đùa đó. Chỗ này thì nó theo đạo Hồi nhiều rồi, không nói cái xứ Chắc Nha này, nó là cái đất trên đó, nó là một cái nước Cộng hòa thuộc Nga đấy, nhưng mà nó lại là theo đạo Hồi các bạn, nó không theo đạo chính thống. Nhưng mà nói chung là nước Nga thì giờ họ cũng tự do tôn giáo, thành ra đối với họ tôn giáo gì cũng được, miễn là anh trung thành với quốc gia là được. Rồi lượt sau hai cái đánh quân này cùng hội lại với nhau nào. Quân nó te tua rồi, chắc đang đi dẹp nó loạn hay gì đó rồi. Như là mình đánh kiểu này thế mình mạnh lên mấy thằng kia nó phải nể. Mình thì cũng khá là ok, chợ nguyên cái map nó xanh hết luôn mới ghê chứ. Ủa tại sao bên kia biên giới? À đúng rồi, thằng Hà Lan nó vong rồi, thành ra hai cái xứ Guiana này nó cũng tiêu rồi. Vậy khoan khoan khoan, bắt đầu lượt sau mình cho một cái lực lượng qua đây mình kiếm thuộc địa. Tại dẫu sao đi nữa thì mình cũng đang kiểm soát được một phần cái eo biển Rimata này rồi, và tàu của mình có thể đi qua đây được. Ok, hay 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 hay, quá hay quá hay quá hay. Quá hay quá hay các bạn ơi. Ở đây mình xây một cái cảng buôm nữa là đẹp, tại ở đây là mình có cái cảng cá cho nó lên dần nhanh rồi. Ở đây thiếu một cái cảng nữa thôi. Tại chỗ này mình chưa giữ được, thành ra cái vùng này nó đang mất kết nối chính quốc, tiền nó cho mình được ít, nó có cái cảng mà chỗ này thì nó cũng không có hàng hóa chiến lược, thành ra cũng không cần phải kết nối thương mại lắm. Nhưng mà mấy cái cảng bên châu Mỹ là phải có nha. Và vậy hóa ra là mình lại cho dân cha đỏ trên Nam Mỹ cải đạo sang cái đạn sao đỏ hồi à. Hay đấy hay đấy. Rồi ok, lượt sau đầu tư nào. Tạm thời khoan mua công nghệ nữa đi, tại mình spam công nghệ cũng nhiều quá rồi. Đây, lính mình là giờ chắc cũng có lũy lê rồi, mà mấy thằng này hình như nó không có xài lũy lê các bạn. Rồi, từ từ. Xong. Gì đây? Lại xin đồng minh. Không được, không có đồng minh, mình là bạn thôi. Không là đồng minh nhưng mà thân hơn cả đồng minh các bạn. Vậy nó mới ghê. Chỗ này trị an thì bao ngon rồi, không nói. Cái gì nữa đây? Một lãnh đạo của mình chết hả? Rồi thôi cũng tạm được, ở đây cũng chả có ai giỏi hơn để mà bổ nhiệm. Nói chung là có ông vua 4 sao là ngon rồi. Vô là gặp được người hiền minh là thấy ngon cơm rồi. Rồi đây tụ quân ở đây. Rồi xong lượt sau rồi tiến. Chỗ này hình như nó cũng không có làm đường nè, thành ra là nó mới như vậy. Đây. Nó không có làm đường luôn các bạn. Ông Ấn Độ này ông không thèm đầu tư cho cái vùng Lưỡng Hà này luôn. Thảo nào.
đứng sát biên giới rồi, chỗ này chắc vẫn ngoan chứ. Ngoan, phải ngoan thôi, mình đối xử với nó tốt vậy mà, ăn ở được vậy cơ mà. Rồi xong, cũng không phải đầu tư xây nhà gì nhiều thì ok. Rồi đem thêm tàu qua trong Mỹ nào, phải một cái, nếu gì cái hạm đội này nó phải đông đông một tí. Để coi có 4 chiếc tàu này làm lực lượng chiến đấu chủ lực rồi, nhưng mà phải thêm mấy chiếc tàu kia nữa, vậy là thêm 5 chiếc tàu. Rồi thôi cũng được, con Frick hoặc là con Silup. Để coi thêm 3 con Frick đi, 2 con Silup nữa. Rồi ở đây là, à đây cũng có này, nãy giờ không đi. Rồi xong, chuẩn bị mua quân. Rồi ngựa nhiều rồi, cho lực lượng này nó hỗ trợ nó mua pháo nè. Vậy là tổng thời gian mua phải là 3 lượt hả? 2 pháo, vậy mỗi bên đóng 2 pháo đi, là 4 pháo. Rồi mà lính này mua, ở đây mua 4, ở đây thì được 5. Chắc chạy thành này bự hơn. Rồi 5, 5 4 là 9. 9 thì ở đây mới có 8 thôi, vậy là thiếu 3. 3 thì ở đây để trên này nó mua luôn, tại nó gần hơn. Rồi xong, tại ở đây thằng này nó còn phải hành quân lên nữa các bạn. Rồi ok, chuẩn bị lực lượng sang xâm lược cho Mỹ nào. Việc mà năm xưa mấy ông thổ chắc chưa bao giờ làm được, thậm chí là họ còn bị nhốt trong biển Địa Trung Hải mà. Ở ngoài ra chắc phải mua thêm ít lính để mà nó giữ cái, nó giữ đất ở chỗ đó. Rồi lượt sau một phát chúng ta xong rồi giải phóng Lưỡng Hà nha. Đây là giải phóng chỗ mấy ông Iraq ấy. Vong mà cái đất đó không ai thèm lấy là hơi dở. À quên, nãy giờ quên mất cái thằng sát thủ rồi luôn. Tội nghiệp nó, nãy giờ nó đứng đây nó đợi lệnh. Ê, không có đầu tập trung đầu tư mấy thằng này nhiều, nó cũng chả thèm nhớ tụi nó các bạn. Rồi ok, đất đai coi như là ngon hết rồi. Đây có nhà lính xịn hết rồi. Cảng này nó cũng lên tới level 3 rồi, có thể buôn bán với Ấn Độ được. Rồi rất tốt, rất tốt. Đây lượt sau đưa đẩy pháo lên luôn, anh em mình hợp binh ở khu này, còn 13.000 thừa sức để mà chiếm trong chỗ này là mình mua đồ. Đây nếu bỏ 4 xe pháo lại thì đi tới đâu. À nhưng mà thôi phải đem theo pháo chứ không thôi chiến đấu làm sao. Rồi đừng trách anh, trách chú đi. Rồi xong, hai cánh quân cùng đánh. Rồi đây hai lực lượng này nó hỗ trợ nhau thì không biết có được không, nhưng mà nếu đánh được cánh quân này thì cánh quân này cũng vừa sức đánh nó. Ok, huy động hai cánh quân luôn là biết là đối thủ này là cũng phải mạnh đó chứ không yếu. Nhưng mà có điều ngoài mạnh trong yếu. Ông này chắc là vua rồi. À, ông này là tướng ở trong bên này, nó không có cái chuyện là cho vua đi làm tướng. Ông này thì chưa có gì, chỉ mới là được có nhiêu đây mà cũng tạm được. Ông này còn chuyên gia vây thành nữa cơ mà. Cũng không phải là chuyên gia lắm, cũng tạm được. Đây hai mỗi lên 2% là người theo đạo hồi, ngon rồi, cải đạo đi. Chỗ này vẫn đang khói lửa ngút trời, Ấn Độ nó không thèm sửa luôn chứ. Quá hay, quá hay. Tạm thời chưa được mua, đi mua công nghệ được nữa thì tạm ngưng. Tại giờ mua nữa qua lượt sau thì mình lại thiệt thòi đấy. Mà không nghĩ mua đi vậy. Ông Ấn Độ này không biết ông nghiên cứu ra cái gì nữa rồi.
cái vừa bắn vừa tiến lên này là công nghệ đời mấy mà là công nghệ quân sự vậy? À không, nói với cái này chắc mắc hơn quá. Nhưng mà nó cùng cái nhóm này chắc cũng giá tương đương. Cái này cũng không xài nhiều lắm, đang cần cái này cho kỵ binh hơn nè. Công nghệ kinh tế giờ cần hơn. Thử đi mua của đứa khác, có dù của Pháp nè. Nó còn tại, à không mà nó có cái này. Thế nên mà mua cái này thì lại phải nâng cấp rượu à. Rồi thôi không sao, cứ mua cái này đi. Rồi ok, 12.000 bán không anh trai? Nó không bán rồi các bạn. Mấy công nghệ này dạng khó mua lắm. Muốn nó bán không phải dễ. Công nghệ này mua xong rồi hồi đầu tư chết luôn á. Ông anh này thì sao vậy? Ổng còn có nhiêu đây à? Áo thì giờ nó đang dày rồi. Nó còn tệ hơn mình các bạn. Thụy Điển thì giờ không thân nữa. Xưa rất thân, giờ hết thân. Nga thì sao? Nga đang mạnh vậy mà sợ nó cũng dạng mạnh nhiều quân đội mà mấy khác không mạnh quá. À nó có cái này á, đúng rồi, nó nghiên cứu quân đội nhiều nó mới được như vậy. Rồi đây cũng không có gì. Phổ thì sao? Phổ đang rất thân luôn. Rồi thôi mấy cái này thôi, cũng không cần phải mua nữa. Tại cái kiểu cái nhà của mình chưa lên á, thành ra là cái này nó cũng không mở ra được. Tại tàu mình biết là phải đi ra đông, không hải tặc nó quýnh mình các bạn. Thấy mình yếu là hải tặc nó chơi ngay đấy. Rồi ok, tích tiền lượt đi. Ba Tư túng thế xin hòa. Đã muốn đánh rồi thì ai cho hòa hả chú em? Đây, có công nghệ hải quân rồi này. Một vùng đất mới đã được xuất hiện. Chỗ này chắc hết nhà rồi, ok, bắt nó đóng thuế nào. Chung là cũng ngon. Đất này thì hầu như cũng chả có gì ngoài này. Tiền thu mỗi lượt cũng 800 mấy thôi. Nhưng mà được cái là mình giờ có chỗ cho mình xây nha. Với lại chỗ này dân đây đi chiến đấu giỏi. Mình để cái nhà quân đội này đúng đúng dân chắc nha. Nó là cái dân mà chuyên đi chiến đấu các bạn. Rồi đây đội nhiều lắm. Sao tiền giảm xíu cũng được. Rồi đây cùng hội binh ở đây. Ủa hình như thiếu một quân. Rồi thôi không sao, mua bổ sung vậy. Rồi hồi đủ quân rồi đi. Rồi giờ khoan để qua hỏi Ấn Độ coi là chắc giờ nó mới mở một số công nghệ khác là cho mình. Biết ngay mà. Đây cái này đi, để mình đi biển cho nó xa một tí. Cái này như mua 7.000 phải, 8.000 không nhớ nữa. Ok. Ok chơi. Đây đẩy mạnh công nghệ lên. Cái này cũng được nè, bọc đồng cho tàu của mình luôn. Cái này 7.000 luôn hả? Mua đi, mua đi. Rồi không bán thôi, để dành tiền nâng kia. Ok chưa đi được các bạn, còn phải một lượt nữa mới được đi. Chứ là à đúng rồi, phải mua mớ lính đây nữa chứ không à, ông áo tào lao ông qua ông đánh nữa. Có bộ binh mới để nhà thủ được thành lớn, nhưng mà phải có lính chứ còn không thì cũng không làm gì được ai. Dở tự nhiên lại đem quân kia ra thủ thì dở rồi chú em. Đánh và mất nữa chứ đạo quân này tự vong. Ông nổi loạn thì ổng chạy xuống đây thì mình rượt mình đánh vậy. Tướng cho tướng cầm kỵ binh đánh được không? Không được luôn.
Ba Tư chính thức vong, chiếm được thành Bát Đa rồi các bạn. Sau cùng chúng ta cũng có thể trở lại được đất đai của mình, sửa cái này lên. Này nó, này là quân nổi loạn Iraq, nếu mà nó chiếm được thành nó sẽ thành là phát sinh mới đó các bạn. Rồi đây một cái nhà thờ ở đây, cái này bên kia có chiêu chiêu an thì tốt. Trời ơi nát bấy hết rồi. Cái này thì giữ, cái này thì phá, cái này phá luôn. Phần nữa đỡ tốn tiền sửa lại, mà tại nó là theo cái mẫu của Ấn Độ, mình phải sửa lại theo mẫu của người Hồi giáo các bạn. Rồi nào, ở đây còn đất không? À hết rồi hả? Lưỡng Hà tính ra cũng không bự lắm à. Trời ơi, cảng buôn ở đây thì không nói. Ở đây thì xây cái nhà thờ lên rồi. Ở đây thì cũng không, ở đây là nó có cái trung tâm công nghiệp hả? Khoan đã, chỗ này phá đi mình xây cái này. Rồi mình ở đây mình cần một cái trường đại học nữa ở đây nè. Tự nhiên có công nghệ đi chứ mà giờ cứ hở tí đi mua hoài không được. Xây cái trường đại học đây đi các bạn. Chỗ sau ở đây cũng là Bát Đa năm xưa nó cũng là trung tâm học thuật của phe Hồi giáo mà. Xây đường, xây xá rồi lên nữa nè. Hồi quân nữa nè thấy không? Mém tí nữa quên đấy. Ông này cũng vậy, hồi quân đi. Anh niên này giờ còn có hai đạo quân này thôi, mà tại mình không có lính nào đi mua chuột nó, không cũng được. Ở Ấn Độ tự nhiên có miếng đất nó làm lọt thỏm ở đây cũng hành hóa là dở các bạn không? Rồi để coi nào, nó Trị An nó còn tốt thì mình chưa quậy được đâu. Đất ở đây thì cũng ngon, có mình buôn bán nó coi với Nga qua Sebastopol cũng ngon chứ. Nhưng là mình là một trong ít phe là có thể nó kiểm soát được cái vùng biển này. Nga có một cảng, mình lại có tới hai cảng luôn, mà của mình là một cảng buôn với lại một cảng cá. Nga thì chỉ mới có một cái cảng buôn ở đây thôi, mình đang có lợi thế hơn một chút. Bản này nó chưa có cái khóa giò để mình khóa cái thằng này, sợ nó hồi nó ra đây nó phá cái này uổng tiền mình nè. Bây giờ không sửa thì cũng không được, không biết nó chạy đâu, không đoán được cái hướng nó chạy của nó. Chỗ này thì miễn thuế làm gì, cứ thu thuế mạnh dạn cho anh. Rồi ok, đường buôn bán của mình là ngon, quan hệ của mình với các nước thì ối giời ơi luôn. Cái đảo này của Hà Lan hình như là nó cũng vong luôn rồi này, giờ nó thành nổi loạn rồi. Mình có thể cho nó mò đội quân của mình mò qua Ấn Độ cũng còn được, nhưng mà tại giờ phải dùng đường đi bằng đường biển cơ. Cái hóa là mình sẽ vừa có thuộc địa Ấn Độ mà vừa có thuộc địa ở châu Mỹ hả? Đây và mà nhiều bạn bảo mình đánh chiếm Moscow đi, rồi này nọ lọ kia, là đánh chiếm Moscow đi rồi chiếm Viên đi để mà tìm lại vinh quang năm xưa cho Áo rồi cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ mình lại thấy là mình đang thành một cái đế quốc dân kiểu mới rồi, tranh là mình làm trùm ở khu vực Tiểu Á rồi Bắc Phi rồi tiền á cái gì đây. Cái này thì không nha, chỗ chị em tốt mà không nha. Thêm sát thủ nữa. Trời ơi sát thủ nhiều quá. Mà ở này không biết là sát thủ hay là xét thủ đây. Mò anh đây. Qua đây. Cái Constantinople này nó là cái trạm trung chuyển các bạn. Rồi lên đây giờ cho mấy thằng này đi dò đường thôi. Ok ok. Rồi gần như là ngon. Rồi nó chạy mà không phá hả? Rồi tốt, có lời khen cho chú. Biết thương dân đấy. Rồi chắc quân đoàn này phải sang Ấn Độ rồi. Này cho lên mát luôn. À ông này có thể ra đây để lên đi thẳng qua Ấn Độ được nè. Mình đóng tàu ở đây cũng được. Đóng vài con brick ở đây để chuyển quân là được rồi.
Đây cánh quân này cho qua Ấn Độ đi. Chưa được thì thôi. Vẫn giữ lại thành của Ấn Độ, ở đây nhiều lính ngon lắm. Lính Sapphire là lính đồ toàn lính chuẩn của khu vực này không đây. Toàn lính ngon các bạn. Rồi, ông này cho tạm thời giữ đất ở đây cũng được. Ở đây có cái này, cái này, cái này. Rồi, cái này cho thêm một chỗ trồng bông nữa, quá đã. Rồi, chỗ này là hết tiền rồi à. Xây được nhà thờ thôi à. Buồn vậy. Ta muốn xây cái trường ở đây. Đây, nhả bớt tiền ra. Không lẽ không nên đóng sớm làm gì. Đây, một cái trường. Rồi, xong. Rồi, xong đóng 3 con brick thôi cũng đủ. Giờ chứ sợ hải tặc coi chứ sợ gì đâu. Rồi, một ông xuống đây. Tướng gì có thể mua sao cũng được. Quăng qua. Rồi, xong. Anh em, chúng ta lên đường sang châu Mỹ nào. Sao lại không đi được? À, tàu Pháp nó chặn chỗ này à. Ây da. Ê, anh cây chú rồi nha. Mình không sao, để coi có mấy lượt nữa nó có bỏ hay không. Nó bỏ rồi tốt, mình không phải đánh nó. Bên này thì cái dải đất này là Ấn Độ nó chiếm lại hết rồi. Chỉ có cái đảo này không biết sao nó chưa mò ra thôi. Nó không ra, mình ra giùm nó vậy. Mỗi lượt kiếm hơn 10.000 cũng coi như là thành công. Việc buôn bán khá là phát đạt, chỉ có nước Anh thì đang bị chặn cái giao thương. Chắc là lại có vấn đề gì đó nữa rồi. Đây chị An đang giảm, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà nếu vậy mình sẽ không có thiên công dự phóng nô lệ luôn các bạn ơi. Chà, dở quá vậy. Mấy cái công nghệ đời cuối với mạng tri thức với là mình sẽ không có. Cái cảng này gọi là cảng gì ta? Cảng Basra. Rồi thôi, cảng gì cũng được. Bên này tại nó không cần cái trung tâm công nghiệp các bạn. Nó dạng của nó là nó không có bất cứ một cái mỏ gì cả. Mình cũng không cần trung tâm công nghiệp làm gì. Cứ xây cái trường ở đây đi, hợp lý rồi. Có thêm trí thức nữa. Nãy giờ mình phá trường là cũng nhiều cái gì đây. Ông Nga cũng xin đồng minh với mình. Ok, mình đang được cả thế giới yêu thương các bạn. Tại mình chưa có nhiều đất lắm. Ấn Độ lại đòi trả đất. Nó đòi mình đưa đất Lưỡng Hà. Nó đòi đưa công nghệ mình. Xin lỗi chị, cái này em không đưa được. Đất đai phải muốn bán là bán đâu. Rồi thêm một ông tu sĩ nữa hả. Rồi cũng được, vậy thì cho sang Bồ Đào Nha. Như là phải đưa cái mấy cái thanh niên này về lại với chánh đạo mới được. Trời, ủa gì vậy, chỗ này cải đạo lâu quá. Đây là... đây, cho lên đây truyền đạo, phục vụ cho công tác mai sau. Để coi nào. Ông này đi rồi. Gần xong, còn đúng 1% theo đạo Thiên Chúa ở đây mà thôi kệ nó, cứ cho nó làm dân tộc thiểu số ở đây cũng được. Chỗ này là xong rồi, ok, ông linh mục này là quá giỏi. Thầy tu này quá giỏi các bạn. Không thể chê được. Chết cái là coi như là xong việc luôn, ông kia thì chưa xong việc. Nhưng mà cũng gần xong. Thôi cũng không còn gì để chê nữa các bạn ạ. Đã làm quá tốt công việc của mình rồi. Chê cái gì nữa mà chê giờ. Rồi xong, cứ ở lại đây. Thêm chiếc tàu nữa đi cho chắc ăn. Pháp
đó trời, nó tính nhốt mình ở khu vực này các bạn. À cuối cùng nó cũng cho mình ra rồi. Đây em đi nha. Sang châu Mỹ thôi anh em ơi. Mặc dù mình đang thắc mắc là mấy con rít con lúc này là nó có vượt đại dương thật sự được hay không đây. Tại thấy nó nhỏ quá, dù mấy con này vượt đại dương thì chắc còn được. Con rít con lúc này nghe nó vượt đại dương thì mình thấy nó hơi ảo ảo. Áo thì hiện giờ vẫn còn đang khá là ok. Hình như qua Sô Anh 2 nó mới có cái vụ bẻ đồng minh hay sao ấy, cho nên là giờ mình không dùng chiêu được. Áo thì nó liên minh với hai nước, mà nó liên minh với Nga thì mình cũng mệt. Anh thì nó liên minh nhiều hơn. Thụy Điển thì đang đánh Tây Ban Nha cũng không ổn, nói chung nó liên minh nhiều quá, mình đánh cái đụng toàn liên minh không. Phổ thì cũng có liên minh, Ba Lan thì nó Ba Lan này không liên minh nhưng mà nó có một chư hầu, nhưng cái nó nằm ở khúc này mình không có cái việc chiến lược đánh nó. Rồi chắc cũng như lần trước thôi, mộ người da đỏ cho họ làm lính. Rồi sắp sửa là có toàn quyền Ấn Độ với lại toàn quyền châu Mỹ rồi các bạn. Rồi để tàu ở đây đóng xong rồi tính, là mình có một cái cảng ở đây à. Ở đó là hai cái. Nhưng mà hạm đội thì đi 10 chiếc cũng vậy, chẳng qua dùng để chuyển quân thôi. Mình không có tàu buôn xịn như là Tây Ban Nha hay Hà Lan. Hà Lan nó có con Blitz, Tây Ban Nha đồ nó có con Galleon nó khá là ngon. Quân đội mình thì lên tới đây vậy là cũng ngon lắm rồi. Thằng này không biết nó lên nó thêm được mấy thằng lính này thôi, mà cũng đòi hỏi công nghệ này. Công nghệ này thì từ từ nâng, mình cũng không gấp gáp gì để mà lấy mấy thằng châu Âu này làm lính làm gì. Còn này chắc là nó thêm được mấy cái thằng dạy như bắn tỉa hay là nó bốn thêm sao cho lính mình đó. Nói chung là rồi lính mình giờ là cũng gần như mát rồi. Công nghệ này là đời 3 hả, nào nãy giờ nó không chịu bán. Thằng này nó tăng tầm di chuyển cho hải quân. Thằng này thì là bắn đạn bi thôi. Thằng này thì nó già nó nâng chút giúp nâng cấp cảng nè, như là giảm chi phí tuyển dụng hải quân. Thằng này để giảm chi phí nữa hả. Rồi thôi giờ tiền đâu, giờ không vung tiền đi mua công nghệ được nữa đâu các bạn. Chúng ta kiếm không được nhiều lắm. Da thì tại mình có một chỗ làm da thì nó ít là chuyện thường. Chà, đất của mình sao loạn nhiều quá vậy. Có nhà thờ, có đồ ở đây rồi mà không dân không ngoan nổi là sao. Rồi tiến lên, tiến lên. Ây da, buồn ghê. Chứ là đợi thằng này nó hồi quân xong rồi mình đi thôi. Chỗ này cũng không có hải tặc chứ mà phải lo. Rồi xong, đến viên truyền đạo nè. Lính thì tạm thời chưa cần phải mua thêm. Nó cũng không đầu tư cho đường xá của nó là mấy các bạn ạ. Hơi tính ra hơi bèo. Nói chung là nằm vùng đó thôi, đừng làm gì hết. Rồi, cứ nằm vùng là được rồi, đừng làm gì hết. Cờ còn rách tức là chưa đi được. Hải quân là hai lượt nữa mới mua đủ 4 chiếc. Rồi cứ từ từ. Nhà cửa. Rồi đây xong. Ở đây là cũng mà chỉ thật ra chỉ cần có một cái thôi. Để coi nào, ở đây là phải đầu tư xây dựng nhiều đây. Đây, đây. Thêm cái đường xá ở đây nữa, thế là xong. Hay da. Rồi, ra nào, ra nào. Đường sang châu Mỹ còn xa. Rồi, chỗ này muốn yên ổn thì cũng phải có tí lính đồn trú.
khoan đã, mua ba con ngựa đi. Ba con ngựa thủ thành thì ba lính bộ binh cho nó vô nhà thủ kỵ binh cho nó đánh vòng vòng từ thành này thành lợi thành lớn chơi đối phương mới được. Biết là hơi tốn tiền chứ tại giờ tiền mình không hẳn là nhiều lắm, cũng phải là ít để cho mình phải lo. Chứ là dân nó làm loạn thôi. Chứ ví dụ như mình nâng cấp được cái này là nó có cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ này là ngon. Thằng này không biết làm sao để xây được, rõ ràng là có mà nó không cho xây. Chắc phải xây chỗ khác nó mới chịu hay sao, hoặc là phải xây ở thủ đô. Mà thủ đô thì mình không có xây rồi, nó không có hạp. Rồi chỗ này sắp xong, không biết là xong rồi cho nó nghiên cứu cái gì đây nữa. Chắc cho nghiên cứu ba cái hải quân này thôi. Ta cho nó nghiên cứu cái này thì cũng không biết chừng nào mới xong, mà kệ chắc cho nghiên cứu đi, nâng cấp cái nó lên từ từ. Mà chủ yếu cái đó mình cũng chưa có nó cần nâng vội, thì cứ cho nó từ từ làm việc. Hoặc là bút cho nó bên kinh tế đi, chứ kinh tế mình còn đang yếu. Để xem nào, tính tới hiện giờ là văn hóa mình vẫn đang đứng đầu, nhưng mà chỉ thua hơn được Ấn Độ có 10 điểm thôi. Kinh tế của mình là không bằng kinh tế Ấn Độ, hải quân mình đã mạnh hơn được một chút, bộ binh của mình cũng không bằng được Ấn Độ. Nói chung là mình đứng dưới giống như là thua Ấn Độ một cái đầu các bạn. Mặc dù là có vua hiền rồi, vua hiền lại có những bậc nhân tài đã giúp nước, nhưng mà nhìn chung thì nó cũng chỉ mất tầm trung thôi. Ông này là 4 sao, ông này cũng là 4 sao, ông này có bà vợ ngon nữa. À hảo là ông còn hạnh phúc cho dân. Rồi thôi kệ nó, không thể nào đòi hỏi quá nhiều được. Rồi đây, áo nó cứ đòi cái vùng Tripoli này là sao nhỉ? Chú nghĩ chú là ai? Cái đất Libya đó chú không chiếm, anh chiếm, mà giờ chú đòi là sao? Anh là chưa đòi đất Tripoli đấy nhá. Đồng minh à, không. Tính cho sứ giả ăn đầu mà thôi, mất thời gian quá. À, nó cũng chưa đánh mình liền được rồi thôi, không gấp. Rồi nằm vùng rồi hết là được rồi. Đây vô, vẫn vô. Rồi truyền đạo đi. Rồi slup hay gì cũng được. Cái trại trồng bông nó lên mát là mình mừng rồi. Đây trường học lên thôi. Rồi lại nhà thờ đẹp. Cái này là ở chắc nhà đúng không? Rồi đó cải đạo đi, đúng rồi, theo đạo hồi hết đi. Cái này ở Maroc à? Ô hay, vậy là ở đây thì ngoan rồi, không nói cho cái trung tâm công nghiệp ở đây cũng được. Tại đây có mỏ sắt thì nên có cái trung tâm công nghiệp. Lát nữa có gì mình để ở đây ít quân là cũng được, không cần phải để nhiều. Mà chưa tới lúc đánh áo cho nên là cứ từ từ. Ở đây thì chắc ok rồi. Ba chiếc tàu thừa sức chở đại quân này đi, chắc cũng không cần phải mua nữa. Mình mua hai con brick với một con lúp à. Kệ cũng được. Rồi đây anh em lên tàu. Rồi đây phong tướng hải quân cho tướng hải quân cho mày luôn, đúng là đô đốc hải quân. Hải quân nó gọi không gọi là tướng mà nó gọi là đô đốc. Rồi ok đi thôi, chúng ta sang đảo Sri Lanka nào. Rồi xong, đây cũng là hiện tại cái đảo này đang là vùng ảnh hưởng của Trung Quốc đó các bạn. Ông Sri Lanka đã làm ăn thất bại, bị Trung Quốc xiết nợ rồi. Tàu ta ra được tới đây là ngon rồi. Bởi ta nói là chơi Trung Quốc dễ dính bẫy nợ lắm. Ông mấy ông đó rất giỏi cho cái mảng kinh doanh. Đây mượn tiền người Trung Quốc hết sức cẩn thận. Cũng may là cái map này nó có Ấn Độ rồi, nó không có Trung Quốc chứ không biết làm sao luôn. Lúc này đang thời nhà Thanh, mà Thanh này lúc này là tới cái năm này thì vẫn còn đang thịnh nha. Thời Càn Long rồi còn ngon lắm ấy, chứ không phải bèo đâu.
Trận Long ung chính vẫn còn đang là khai ung càng cường thịnh mà đâu có ngán ai. Mặc dù là của ăn của để cũng chưa nhiều nhưng mà không sao. Rồi giờ chú xong rồi nghiên cứu công nghệ thì mất khá nhiều thời gian, thôi cho nghiên cứu bên này đi, đỡ mất công tốn tiền đi mua. Bên này nghiên cứu cũng khá là lâu, công nghệ nào cũng lâu rồi. Được rồi, công mấy công nghệ này còn nghiên cứu nhanh nè, cho chú đi nghiên cứu cũng được, hỗ trợ cho quân ta. Đây cái này đi, mấy kia chú nghiên cứu mất mùa luôn á. Này đi cho 12 cái rồi, ok. Trường đại học này còn được nâng cấp mà, ít nhất chúng ta sẽ có hai cái trường đại học cổ điển các bạn. Chỗ này thì chưa, mấy cái này xây chưa xong. Để coi nào, quán cà phê chắc còn mới L2 à. Cái này cũng vậy, mấy này chưa master level mà. Từ từ. Dân có cà phê uống là nó ngoan ngay. Ok. Đi chưa tới nữa, lâu thế. Bất quá lát nữa có gì mình năn nỉ Nga sao cũng được. Ây da, hay. Để xem nào, những cái đất mình cần gài vô là đã có rồi hả? Rồi vậy thì để xem tội gì không mò qua đây luôn, mò lên Paris coi nó có cái gì ở đây hay không. Đâu bị bắn vậy? À chỗ này nó là cái thành quân sự mà, nó phát hiện kinh lắm. Rồi ở đâu đây? Thành phố mới là cứ thay phiên nhau mọc lên thôi. Chỗ này thì chả có gì, dân nó không tăng được nữa mà còn nha các bạn. Rồi để coi nào, thôi thì xây cái nhà thờ ở đây vậy. Nó còn cái cảng đây nữa nè mà không có đủ, không có dân nó không lên. Chắc phải đợi nâng công nghệ rồi. Đây cảng này nằm ở Lưỡng Hà thì phát triển về ngon rồi. Đây quán cà phê ơi, lên đi. Dân ở đây vẫn ngoan không nổi các bạn. Trường đại học nó phá bỉnh kinh thiệt. Một phần nữa là nó chưa muốn về với mình hay sao? Nó vẫn còn đang chống đối các bạn. Thôi không trách nó làm gì. Ấn Độ ổng biết ông có đóng quân bên nhà mình chưa, biết ổng có quyền lợi gì ở cái cảng đó hay không. Rồi một lần nữa sang cho Mỹ. Rồi anh em ơi, chuẩn bị xong được tới đất Brazil đồ rồi. Ngon. Chỗ này dân nó quậy quá. Chị An cộng cái cỡ này mà nó ngoan không nổi luôn. Như là không, tới giai đoạn này rồi mà các bạn không nghiên cứu được cái giải phóng nô lệ nó quậy. Tức là đất nước mình là đang còn về nô lệ nha các bạn. Mấy ông Hồi giáo này nó có chế độ nô lệ đó. Có điều là nó không có quá tàn bạo như là nô lệ cổ đại thôi. Nhưng mà tức là xét cho cái quan điểm của chúng ta hiện nay thì nó vẫn rất là tàn bạo. Có chăng là nó so với Hy Lạp, La Mã thì nó hiền hơn chút. Tại dẫu sao thì trong mắt tôi nói dạng như nô lệ cũng là một cái công cụ có giá trị á. Là nó nói giống như là phải đối xử với nô lệ tốt một tí để dùng được lâu á. Mà chứ nó không phải là cái kiểu mà khai thác triệt để như là mấy cái ông La Mã hay Hy Lạp. Tại khai thác như mấy ông La Mã Hy Lạp thì nô lệ rất là mau mất sức lao động các bạn thấy không. Mà thành ra như vậy thì không có dùng nô lệ được lâu, thành ra rất là bất lợi. Nếu mà muốn dùng nô lệ được lâu thì phải giống như là nó có chế độ nô lệ chẳng hạn. Nhưng mà nhìn chung thì nói là ăn lẻ mà có làm hay không thì nó lại là ăn lẻ khác nữa các bạn. Nói chung là chúng ta cũng nghe nhiều về cái mấy cái vấn đề như là cái tụi mình cái tiểu Wata rồi ấy, nó có cái chế độ nô lệ thời hiện đại ấy. Thành ra là nói chung là chúng ta cũng phải xem xét lại cái vấn đề này nhiều. Chứ là cái bộ máy tuyên truyền của mấy nước phương Tây đồ nói thì mình cũng đừng tin hoàn toàn. Nhiều lúc mà họ cố tình họ binh đồng minh của họ, họ lèo lái dư luận, nói chung là có một họ nói thành hai, tức là cái gì đó có thật nhưng mà họ cố tình họ nói cho nó
ghê gớm thêm á, ví dụ vậy. Ồ, chỗ này đúc được pháo này rồi, nhưng mà cũng chỉ tới vậy thôi. Con này vẫn giả chiến được thì ngon hơn, tại vì có gì về thủ gốc cho nó dễ. Đây chứ là mấy ông đó độc tài, có độc tài tích cực chứ độc tài không tích cực mà. Rồi đây, ok anh em, chúng ta ra biển. Ây da, oh yeah, chỗ này là trồng, cái này là gạo nha các bạn, nó không phải lúa mì như mấy chỗ kia, mà cái này là nó trồng lúa nước luôn á. Cho mấy dân ở đây rồi nó ăn lúa nước, mà chỗ này còn có trồng trà nè, có mỏ đá quý nữa nè. Cái trung tâm công nghiệp đây hơi dở, để mình đổi lại thành cái nhà thờ ở đây là xong. Cái cảng này cảng buôn thì đúng rồi, tại thuộc địa mà, nó là cái đảo trơ trọi nữa, nó là cảng cá gì nó không có đưa hàng về được. Chúng ta sắp sửa có rất nhiều tài nguyên rồi. Tài nguyên ơi, tài nguyên ơi, tài nguyên ơi, ơi 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 thiệt sự là tài nguyên quá đi. Châu Mỹ thì chắc là thêm lượt nữa mới tới rồi. Thiệt là tài, rốt cuộc thì mình lại có thuộc địa ở Ấn Độ trước khi ở châu Mỹ các bạn. Ông Ấn Độ thì chắc cũng không vui về điều này, tại cái đất Sri Lanka này là dạng đất của ổng. Rồi xong vô Paris không dễ, đất chỗ này nó ghét cái đạo Hồi lắm. Thằng qua Pháp thì nó đúng là thành trì của đạo Thiên Chúa mà. Thành ra là dạng như nó thấy mình người đạo Hà Hồi, tức là nó dò xét rồi, thành ra là nó phát hiện gián điệp nó xử ngay luôn. Chạy đâu cho thoát. Áo bắt đầu mò qua chơi công nghệ của mình đấy chứ, thôi tôi công nghệ có nhiều đâu, chơi công nghệ của Pháp kìa, nó có trường đại học đời cuối, trường đại học của tôi đời ba thôi mà. Thiệt bó tay quá đi. Lưu ý là phải của phương Tây nó mới cho đánh tay đôi nha, còn ví dụ như của mấy ông Hồi giáo với mấy ông phương Tây là nó không cho đấu, thì thách đấu tay đôi chỉ có đem vua cho đi ám sát thì được. Pháp nó mò qua tới đây luôn rồi ấy, không đó là đất của phổ mà. À, thế mò qua đây đâu nữa đây, à này nó báo lại thôi. Rồi xong cứ nằm vùng đi, không cần phải làm gì nữa đâu. Rồi đã tới châu Mỹ, ha ha ha, chuẩn bị đi truyền bá thôi anh em. Tàu hải tặc, giờ đụng tàu hải tặc lại không vui rồi, nhưng mà không sao, một con Galleon thôi mình đánh được, chơi nó luôn, sợ gì đâu, một con Galleon thì không đáng sợ. Rồi bắt được cái tàu này của nó thì ok, đi hết mấy con brick con lúc của mình, nhưng mà lấy được một con Galleon là không có lỗ. Đánh mấy ông da đỏ này thì tuổi gì dám đánh thì mới là trang tướng tuyệt chứ. Đây trời ơi, mỏ vàng hương liệu, trời ơi trời ơi, cái này thì con phát tài rồi mọi người ơi. Rồi đắp cái thành lên nào. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi, hồi lính đi, hồi lính đi, rồi ở đây chừng 4 lượt là mình đi được rồi. Ngon cơm, chắc giờ phải miễn thuế quá, 42 miễn thuế 42 lượt thì thôi hết game rồi còn đâu. Miễn thuế gì mà quá mạng vậy ông hai. Nó ngoan ở với lại chỗ này nó còn theo đạo Ấn nhiều nè, thành ra nãy giờ nó mới không ngoan với mình. Rồi đây toàn quyền châu Mỹ đây, rồi toàn quyền châu Mỹ của mình cũng giỏi lắm các bạn. Giảm phí nuôi quân mà còn tăng 2% thuế, cộng thêm một cái trị an nữa thì, nhưng mà ngon quá rồi. Ôi trời ơi, toàn quyền châu Mỹ, bây giờ tới lượt toàn quyền Ấn Độ xuất hiện nào. Thành này thành lớn các bạn, thành ra chiếm nó không có lỗ rồi, đừng có sợ. Chơi. Ôi trời ơi luôn. Ôi trời ơi luôn. Xong. Ngon cơm. Đây thì không thiệt hại gì cả. Trà này, đá quý này, cái này cái ruộng gạo này thì nó lên rồi, cái này thì phải phá.
dù không muốn nhưng mà phải phá. Rồi toàn nhà của tụi Tây, tụi Hà Lan. Thôi sửa lại để dùng vậy. Thằng này 4 rồi cũng không có nâng cấp gì được. Nhà Opera để luôn mà cho nó quay con, dùng cái nhà Tây mà cho hát nhạc thổ cũng còn được mà. Rồi để coi toàn quyền Ấn Độ đâu. Hơi bèo hơn toàn quyền châu Mỹ tí mà cũng được. Rồi đây nè, bộ máy chính quyền mình đầy đủ rồi nè. Quá đã quá đã. Ông này là cộng một hạnh phúc mà cộng một cái quản lý chi tiêu, cộng một quản lý mà trừ ngược lại một hạnh phúc cho tầng lớp dưới. Ông này không không giỏi từ, ông này là ổng chiên hát rồi, không được, không ổn lắm rồi cũng được. Ông này thì còn là một cái nhà cách mạng nào nữa hả? Cách mạng mà cách mạng trong sản xuất. Thành ra là ổng tăng cái tiền rồi lên rồi thôi cũng được. Như là giỏi làm kinh tế thì thôi chú cũng được. Như là cách mạng nhưng mà là cách mạng sản xuất thôi nha. Không phải cách mạng thay đổi đồ cho lên chế độ Cộng hòa là chết đấy, đang mình đang phong kiến các bạn. Rồi đây, mình đang theo chế độ dạng phong kiến. Đòi lên chế độ Cộng hòa là chết đấy. Rồi ok, rốt cuộc thì thuộc địa. Mình đang có quan hệ tốt với lại cái ông này. Mình ráng mình lấy, mà chỗ này nó có cái cảng người ta. Hình như nó có cái này mà nó chưa phát triển. Thằng này nó cũng có cái trường đại học nè. Mà ai dám xây cái trường đại học ở đây trời. Xây cái trường đại học ở đây thêm mấy cái này đi nó quậy chết luôn. Thằng này nó xây nhà cái này nó trái ra nó chưa loạn mà cũng mừng. Chẳng qua chắc nó đồn trú đầy quân đó rồi. Ok, mà mình muốn đem quân qua đây thì chắc cũng còn đợi, phải đợi lâu. Rồi đây. Ok, lượt sau là mình mua đủ 4 lính da đỏ là mình đi được rồi. Chỗ này thôi chắc cũng không cần phải cải đạo đâu các bạn. Dân nó muốn đây nó muốn theo đạo gì thôi kệ nó. Tại chỗ này nó cũng không có cơ sở nào cho mình cải đạo cả, đem được linh mục qua đây mất, đem được mấy ông thầy tu qua đây mất thời gian lắm. Chỗ này là French Guiana, tức là xứ Guiana thuộc Pháp. Còn thằng này là đất Guiana, tức là Guiana thuộc Hà Lan. Hiện tại thì cái vùng đất Guiana này vẫn còn là theo Pháp nha các bạn. Nó là một tỉnh hải ngoại của nước Pháp. Còn cái tỉnh này thì nó là giành độc lập rồi nha. Rồi để coi nào. Để coi nào, 1, 2, 3. Mình nhắm vô mấy cái chỗ của tụi hải tặc thôi, không đánh nhau đất của tụi Tây đâu. Để coi nào, nhiều lắm. Đất này là, khoan, đất này vẫn còn đang là đất thuộc Pháp nha các bạn, không được lấy. Chỉ được lấy cái đảo này thôi. Lấy cái đảo này cũng được. Rồi sau đó mình sẽ mò lên đây coi có chỗ nào không. Thuộc địa từ Bắc Mỹ tới Nam Mỹ luôn, ghê quá. Ây chà. Rồi chỗ này Newfoundland thì nó vẫn thuộc Pháp rồi, không lấy được. Còn ở đây thì cái đất này của mấy ông da đỏ thì lấy được nè, nhưng mà nó cũng không có cơ sở nào ngon cả. Có một cái cảng với một cái này. À không, nó có cái này lát nữa cho lên thành cải đạo được. Rồi ok. Như là mình không có gan đánh nó, chứ nói chung là có 3 cái đảo ở đây vậy là mình có những 5 cái thuộc địa ở châu Mỹ rồi. Mò lên được lên đây nữa thì thêm được mấy cái thuộc địa nữa. Như là cưỡng ngon. Coi như là mình đã làm được cái việc mà cho Hồi giáo nó phát triển ra khắp nơi trên thế giới rồi các bạn. Châu nào cũng có. Châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu giờ chỉ có không có châu Úc, châu Nam Cực thôi. Rồi thôi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái video của mình á. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.